And we will do so to the top left, where the bacteria are addressed. That is this one. And we have four groups that we separate within the neutropenic population. Neutropenia less than 500 for less than 10 days, less than 500 chúng ta cũng thấy nó có các cái phương án rất là cụ thể ở đây, như là bệnh nhân giải mạch cầu hạt dưới 0,5, dưới 10 ngày hay là trên 10 ngày với các cái nhóm bệnh khác nhau, như là các cái nhóm bệnh mà bị leukemia cấp hay là những bệnh nhân mà không được dự phòng trước bằng quinolone hay là các cái thuốc kháng sinh, cũng như là các cái bệnh nhân bị các cái bệnh nguy cơ cao hơn như là leukemia cấp, dòng tủy, lympho hoặc là suy tủy xương thể rất nặng. We do have neutropenia less than 500 for more than 10 days. And that is a very interesting population for today's meeting. Điểm quan trọng là tôi muốn nhắm tới quần thể bệnh nhân mà giảm mạch cầu hạt dưới 500 và trên 10 ngày. Đây là cái nhóm quần thể đích của chúng ta trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay. And then autologous stem cell transplant. And on a separate, we should have a separate poster for allogenic transplant. But that's not on this one. Và cái này liên quan rất là nhiều tới các bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu và các bệnh nhân bị các cái bệnh máu ác tính như là bạch cầu cấp chẳng hạn. So, leading through this slide from the top, that's the four groups, and this is the diagnostics that we do in certain of these patients. Và chúng ta cũng thấy ở đây nó có bốn cái dinh dưỡng khác nhau của bệnh nhân giảm mạch cầu hạt trên 500 và dưới 500 với các cái nhóm được dự phòng và không được dự phòng với quinolone và các thuốc tương tự. And there is one thing specific and new in the diagnostics, and that is the baseline CT scan, which is illustrated on this slide. Thế thì ngoài cái việc mà phải xét nghiệm phân hàng tuần ngay từ khi bệnh nhân vào viện để xác định các cái vi khuẩn mà có thể tiết ra các cái beta lactamase phủ rộng, thì người ta còn làm CT scan ngay từ khi bệnh nhân nhập viện, bởi vì chúng ta cũng thấy trong biểu đồ này thì nguy cơ khác hẳn với cái nhóm mà có bất thường và không có bất thường trên chụp CT. The CT done on admission, that is the baseline CT, and we do find abnormal scans in a rather high number of patients, and these scans already indicate aspergillosis. But that is what we do the CT scan for. Chúng ta thấy rằng là nghiên cứu mà tôi trích ra ở đây thì người ta chụp CT khi bệnh nhân mới nhập viện. Và các bệnh nhân mà khi chụp lần nhập viện đã có bất thường thì nguy cơ bị nhiễm nấm xâm lấn sẽ cao gấp đôi là cái nhóm khi chụp nhập viện mà chưa có bất thường. Và như vậy đây cái sàng lọc rất là lớn. And that would strictly refer to patients with acute leukemia or patients admitted for allogenic stem cell transplant. Và tất nhiên là mình chỉ nói tới các nhóm bệnh nhân cơ cao như là leukemia cấp, dòng tủy, lympho hay là bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài. If there is any abnormal finding at baseline, then the risk is much higher. It's doubles for developing invasive pulmonary aspergillosis. Và như vậy, ngay từ khi bệnh nhân vào viện thì bất thường trên chụp phim CT đã cho thấy cái nguy cơ cao hơn hẳn so với nhóm còn lại về nhiễm nấm xâm lấn phía sau. If you want me to share any of the PDFs of the manuscripts of the publications that I refer to, or any of our tools like the treatment and diagnostic path, feel free to just send me an email and I will send you the respective documents. Nếu các anh chị muốn tôi chia sẻ các cái tài liệu gốc về các nghiên cứu này cũng như là các nghiên cứu dẫn chiếu khác trong cái bài nói của tôi thì các anh chị cứ gửi email thì tôi sẽ phản hồi và gửi cho anh chị các cái bài cần thiết. And by the way, right behind me on the wall, you should be able to see our path. So it's really everywhere in our hospital. Over my shoulder. There it is. Please. Chúng ta cũng thấy cái biểu đồ lớn đằng sau lưng của tôi. Of course, in these days, baseline or any other CT scan might hint at the new high-risk patient population,
for corona infection, which is our hematology patients. Trong thời đại hiện nay thì virus COVID-19 trở thành một nguy cơ mới và chúng ta cũng thấy ở đây thì nguy cơ bị nhiễm aspergillus xâm lấn nó khá là cao ở cái nhóm bệnh nhân phải thở máy trong cái nhóm bệnh nhân huyết học. And all of these five COVID patients had invasive aspergillosis. So for us, this is more than 20% of our patients. Và với cái tỷ lệ nhiễm cao như thế này, cỡ tầm 1/4 thì chúng tôi phải sàng lọc cái nhiễm aspergillus xâm lấn cho các bệnh nhân COVID-19 mà có can thiệp hỗ trợ đường thở. So let's return to the strategy that we have. Tôi sẽ quay lại các cái chiến lược điều trị với các cái giới nhóm mà tôi đã nêu. To stay with this group for the moment, those patients who have long-term neutropenia, AML, ALL, myelodysplastic syndromes might be in here as well, and very severe aplastic anemia certainly are in here. Và tôi xin tập trung vào cái nhóm bệnh nhân nặng nhất, tức là giảm máy cộng hạt trên 10 ngày và dưới 500, bao gồm là leukemia cấp, dòng tủy, lympho, rối loạn sinh tủy cũng như là bệnh nhân suy tủy thể rất nặng. We do screen these patients for ESBL or otherwise gram-negative resistant pathogens in weekly stool samples. Với cái nhóm này thì ngay khi nhập viện và hàng tuần chúng ta phải sàng lọc để về vi khuẩn đường ruột mà sản xuất men beta-lactamase cũng như là các vi khuẩn mà kháng với lại vancomycin ở nhóm bệnh nhân này. And then what we do not do is we don't screen routinely for gram-positives. Vancomycin-resistant enterococci we do not screen for. Và chúng ta cũng lưu ý là bởi vì chúng tôi không sàng lọc một cách thường quy bệnh nhân mà kháng vancomycin, chỉ trừ các bệnh nhân nào đã có tiền sử với cái này thì được sàng lọc thường quy ngay từ khi nhập viện. The most vulnerable population is the one where the third from the left, and where we give them cotrimoxazole prophylaxis, which is more directed to pneumocystis carinii pneumonia. Cái nhóm mà nguy cơ cao nhất là nhóm nằm bên trái, chúng ta cũng thấy là dùng corticoid mà kéo dài và các cái thuốc như alemtuzumab chẳng hạn. Thì với nhóm này chúng tôi thực hiện cái việc dự phòng bằng trimethoprim ngay từ đầu. And we prophylax the AML MDS induction patients and few others with posaconazole, either oral suspension or the tablet. Với cái nhóm thứ hai là nhóm leukemia cấp dòng tủy và rối loạn sinh tủy hoặc là các bệnh nhân mà suy tủy xương thể rất nặng thì tôi dự phòng ngay từ đầu posaconazole ở dạng hỗn dịch hoặc đồng uống. And when posaconazole is contraindicated, which is rather rarely the case, then we would screen with galactomannan screening, which I know, or I think I know, is not available in Vietnam. Trong trường hợp mà posaconazole chống chỉ định, ví dụ chúng ta dùng thuốc cho bệnh nhân là vincristine chẳng hạn, thì chúng tôi phải thực hiện cái việc mà xét nghiệm galactomannan huyết thanh hàng tuần, 3 lần một tuần. Và xét nghiệm này theo như tôi biết thì ở Việt Nam chưa được làm thường quy. While all of this is prophylaxis, there might be still a febrile neutropenia, and then it's getting interesting. Và chúng ta cũng thấy như vậy là các cái phương án dự phòng rất là rõ với từng cái giới nhóm bệnh nhân khác nhau giảm bệnh cầu hạt. We do have a number of drugs available, and I will share with you how we move forward in a moment. But with the aspect of how to choose an appropriate antibiotic, it is of course that choice is driven by susceptibility testing and local epidemiology. Tuy nhiên khi bệnh nhân bắt đầu có tình trạng sốt giảm máy cầu hạt thì chúng ta chuyển sang cái điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm và chúng ta cũng thấy trong cái slide này tôi đưa ra các cái nhóm kháng sinh khác nhau với các cái nhóm nhiễm khuẩn khác nhau ở trong cơ thể bệnh nhân từ đường ruột tới đường niệu tới những khuẩn phổi, những khuẩn huyết vân vân và cách chúng ta chọn kháng sinh thường dựa trên cái đặc điểm dịch tễ của vi khuẩn tại địa phương chúng ta cũng như là tính nhạy cảm của kháng sinh.
So we do have a lot of options. In theory, practically, not all of these drugs are available, maybe in the United States, but certainly not in Germany, and I presume not in Vietnam. And they have their approval restrictions, and only a very few are approved for febrile neutropenia. Chúng ta cũng thấy mặc dù thuốc thì rất là nhiều, thế tuy nhiên là tùy từng nước mà có những thuốc mà chúng ta không có, ngay cả tại Mỹ hay là châu Âu hay là Đức cũng như vậy, là bởi vì nó liên quan tới cái việc cấp phép của từng nước khác nhau, và vì thế mà chúng ta phải lựa chọn kháng sinh rất là cụ thể. And while there are many reserve antibiotics and combinations on this slide, the one that we use most often is carbapenems. Và trong số các cái tổ hợp ở đây mà tôi giới thiệu thì cái tổ hợp mà hay dùng nhất là carbapenem. But when febrile neutropenia starts, we would do some diagnostics, of course, first, blood cultures, and if there's any sign or symptom beyond fever, then that might trigger further cultures as given on the slide. And all the other things here, and if there is respiratory symptoms, it would trigger another CT scan. Và khi bệnh nhân bắt đầu sốt, giảm mạch cầu hạ, thì tôi phải tiếp tục chú ý tới các cái dấu hiệu lâm sàng chi tiết hơn và cấy máu nhiều lần, cũng như phát hiện các dấu hiệu lâm sàng kèm theo ở nước tiểu, ở phân, ở đờm, hay là xem bệnh nhân có tình trạng viêm các cái niêm mạc không, để nghi ngờ tình trạng nhiễm nấm, rồi đau bụng và các vấn đề liên quan đến đường hô hấp dưới, để mình tôi chụp CT scan giúp phát hiện sớm các tình trạng nhiễm nấm của bệnh nhân. And then we need empiric treatment, and that is certainly different between the two countries, because in these patients, the one with less than 500 and for more than 10 days, so group 3 from the left, we do use cephalosporin, aminoglycoside combinations, or we could use piperacillin tazobactam as well, which is a German choice, and certainly not what you could do. Và với nhóm bệnh nhân thứ ba từ bên trái sang, theo nhóm giảm mạch cầu hạt dưới 0,5 trên 10 ngày ở bệnh mạch máu tính và ghép, thì thường cái phác đồ lựa chọn ở đây chính là cefuroxime, gentamicin, cũng như là hoặc là chúng tôi dùng piperacillin tazobactam. We do have hospitals and certain or even certain wards in my country where we have a higher rate of gram negative resistance, and then the poster would not apply for primary therapy. Chúng tôi có những bệnh viện tại Đức mà tỷ lệ kháng sinh của phần gram nó cao hơn tỷ lệ chung của nước Đức, và khi đấy thì phải lựa chọn một cái phác đồ nó phù hợp. So once started empiric treatment, and if it does not succeed, and we have a persistent fever, then we need a second line treatment. Và khi mà có tình trạng như vậy thì bên cạnh việc tìm các cái chủng vi khuẩn mà tiết ra các cái enzyme beta lactamase hay là các chủng vi khuẩn khác mà không nhạy cảm, thì chúng tôi còn xem là bệnh nhân không đáp ứng trong vòng 96 giờ hay là tiếp theo thì phải chuyển sang cái điều trị hàng thứ hai. So I move the screen up. This is the first line treatment that I presented, and then in the second, the lower half, it's the second line treatment, and that would be for us piperacillin tazobactam. Và như vậy, sau cái điều trị hàng một như ở trên, thì hàng hai chúng ta cũng thấy đây là piperacillin tazobactam, mà là cái phác đồ tiêu chuẩn điều trị tại Đức. And that is another key difference, I presume, between your strategy and our strategy, because when there is a higher rate of resistance to these conventional beta lactams, then of course we would start or quickly change to a carbapenem. Và chúng ta cũng thấy
là có sự khác biệt của chúng tôi với các bạn. Khi mà tỷ lệ kháng với Tarlatam nó cao thì người ta phải chuyển ngay sang các cái thuốc khác như Carbapenem. But when we do have a persistent fever, we need to think of other pathogens too, and that would be fungi. Và đương nhiên là khi bệnh nhân sốt giảm mạch cầu hạt kéo dài mà không có đáp ứng kháng sinh thì phải nghĩ tới các cái tác nhân nhiễm khác, đặc biệt là tác nhân nấm. And while in 2013, the United States CDC had on their list urgent threats and serious threats, they only had one fungus on here, and they actually had to explain what Candida is, and they said it's a fungus towards the end of that red line here. Và chính vì thế năm 2013 khi mà CDC đưa ra cái dữ liệu về kháng kháng sinh thì người ta đưa ra các nguy cơ khẩn cấp và các nguy cơ nghiêm trọng, và trong đấy chúng ta thấy một nguy cơ rất là nghiêm trọng là các chủng Candida mà kháng lại fluconazole. And while fluconazole resistance was a concern back then, we do have more resistant pathogens in the more resistant fungi to reckon with. Và 6 năm sau năm 2019 thì cái báo cáo tiếp theo của CDC cho thấy các cái đe dọa này ngày càng nhiều hơn, bao gồm chủng khuẩn mà kháng lại Carbapenem rồi là các cái thuốc khác nữa mà chúng ta thấy ở đây. So the we do have Candida auris, we do have drug resistant Candida, and we do other than auris, and we do have azole resistant Aspergillus fumigatus. Và như vậy mình bổ sung thêm ba cái nhóm kháng, tức là Candida auris, cái nhóm Candida kháng thuốc và nhóm cuối cùng là Aspergillus kháng thuốc fumigatus. And that will now influence our strategy. And here is another zoom into the broad pathway. Chính vì thế mà hiện nay chúng ta thấy cái dự phòng chống nấm nó khác hẳn trước kia, là trên cơ sở các cái tình trạng kháng mà mới được phát hiện gần đây. Thì khi mà chúng ta zoom lên, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi thuốc sử dụng mà dùng để dự phòng cho bệnh nhân. So, in the chronology of a patient, the first decision in the fungal field is whether there is prophylaxis. And prophylaxis we would give as stated to these patients. Và chính vì thế mà chúng ta dự phòng hai loại khác nhau, thứ nhất là cotrimoxazole, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, đường uống. Và tiếp tục chúng ta thấy có posaconazole dự phòng ngày 1-3 đường uống. And the reason is the results from this very old study from 2007 where we had posaconazole prophylaxis being successful in 98% and only 2% breakthroughs, while 8% breakthroughs in the traditional prophylactic azoles. Và lý do mà chúng ta đã chuyển từ fluconazole sang posaconazole là vì chúng ta thấy nghiên cứu này chỉ ra một cái việc, tức là thuốc này nó giúp chúng ta khống chế tốt hơn cái tình trạng nhiễm nấm xâm lấn trong quá trình dự phòng là 2%, và với posaconazole so với 8% và cái nhóm còn lại dùng fluconazole, cái sự khác biệt lên tới 4 lần. And we did find higher survival rates in the posaconazole group, in the green line, versus the standard azoles. Và nếu tính về tỷ lệ sống thêm thì nhóm dùng posaconazole dự phòng là cái đường màu xanh lá cây cũng tốt hơn hẳn với cái nhóm mà dùng fluconazole nitraconazole là cái đường màu vàng bên dưới, có sự khác biệt đáng kể. So if we zoom into another part of the big plan, the strategy, then what we see is for those patients who receive a CT scan, how they might find their way through the next steps. Cái nhóm nhiễm nấm tiếp theo chúng ta thấy ở đây là các cái nhóm nấm xâm lấn tại các cơ quan cụ thể. Nó bao gồm Aspergillus và Mucor, và chúng ta cũng thấy cái lưu đồ người ta chẩn đoán tại Đức với các dấu hiệu khu trú ở phổi và các dấu hiệu khác. Và sau đấy thì người ta làm các cái xét nghiệm để mà chúng ta chẩn đoán xác định Aspergillus hoặc là Mucor. So
We did a CT scan in all these patients, and we might have on the right no infiltrates or unspecific infiltrates, and both would be patients for empiric treatment. Chúng ta thấy khi mà chụp CT cho bệnh nhân với các cái nhóm mà có tổn thương cũng như không có tổn thương thì chúng ta đều thực hiện cái sơ đồ mà để chẩn đoán xác định nhiễm nấm xâm lấn aspergillus như ở bên trái trong cái lưu đồ màu xanh và điều trị theo kinh nghiệm. Yeah. Okay. If they are on posaconazole prophylaxis, then you keep them on prophylaxis and they would not be candidates for empiric treatment. À, nếu mà chúng ta đã dự phòng posaconazole thì mình tiếp tục dự phòng và không phải điều trị theo kinh nghiệm. And it would be a case by case decision how to proceed. Và tùy từng trường hợp mà với cái nhóm mà không có tổn thương khu trú tại phổi thì mình sẽ tính tiếp là làm gì, ví dụ như là chụp CT lại hay là chuyển sang các xét nghiệm khác để phát hiện tình trạng nhiễm nấm xâm lấn. If a patient has one of these findings on the left side, typical fungal lung infiltrates. Thế còn nếu bệnh nhân có cái tổn thương tại phổi chúng ta thấy trong phim chụp CT và chúng tôi xét nghiệm theo cái phác đồ xét nghiệm bên trái và có biểu hiện dương tính. All these patients need treatment for either aspergillosis or mucormycosis, so broad treatment covering both. Thì các bệnh nhân này phải điều trị kinh nghiệm với hai cái chủng mà có thể gây nhiễm nấm xâm lấn hay gặp ở đây, tức là aspergillus hoặc là mucor, với kháng sinh chống nấm phải có cái phổ bao phủ cả hai cái chủng nấm này. So let's have a look on a publication from the Asia Pacific region, where the National Institute of Hematology and Blood Transfusion of Vietnam was participating. Đây là một loạt các công bố quốc tế ở khu vực châu Á Thái Bình Dương trong mấy năm vừa qua, trong đó có của Việt Nam, của Viện Truyền máu Trung ương với các cái tình trạng nhiễm nấm ở các cái mức độ khác nhau như là chắc chắn hay là nhiều khả năng hay là có khả năng. We do see that in these data there is a high rate of proven infections. Chúng ta thấy tỷ lệ khá là cao nhiễm nấm xâm lấn mà đã được khẳng định bằng xét nghiệm vi sinh và xét nghiệm nấm. And that correlates with Candida infection. I presume a lot of candidemia patients in here. Và nếu theo dữ liệu mà chúng ta thấy ở đây thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam có khá nhiều trường hợp nhiễm candida bên cạnh nhiễm các nấm khác. Candida is very easy to diagnose, while aspergillus is very difficult to diagnose. Nhiễm candida thì chẩn đoán tương đối dễ, còn nhiễm aspergillus thì chẩn đoán khó hơn rất là nhiều. You need a lot of different tests, non-culture based tests to diagnose aspergillus. Bởi vì các cái xét nghiệm mà chẩn đoán aspergillus bao gồm các cái xét nghiệm không chỉ là xét nghiệm nấm hay vi sinh mà còn các xét nghiệm mà gián tiếp các cái dấu ấn. If these tests are available, then the share, the part of the aspergillus cases rises as it does in quite some of the other countries. Và nếu Việt Nam mình cũng làm các xét nghiệm như vậy, tôi tin là cái tỷ lệ nhiễm nấm aspergillus có lẽ còn tăng hơn nữa so với nhiễm candida như là ở các nước khác hiện nay. So that is my take on this slide, and we need to avoid candidemia, and if candidemia happens, we need to be very fast in treating candidemia. Với candida thì quan điểm của tôi tức là chúng ta phải cố gắng tránh tối đa cái việc nhiễm candida máu, và nếu nó xảy ra thì điều trị rất là nhanh. Because if we don't immediately treat candidemia but delay treatment, then mortality increases. Bởi vì là theo cái nghiên cứu rất là kinh điển ở đây, chúng ta thấy trì hoãn điều trị candida máu nó dẫn tới hậu quả rất là nghiêm trọng. Cứ mỗi lần chúng ta trì hoãn 12 tiếng, tỷ lệ tử vong lại tăng lên khá là nhiều.
At the same time, the other pathogen, Aspergillus, would usually hit the typical host. Mặt khác thì với cái vật chủ như là bệnh nhân bị giảm mạch cầu hạt sau hóa trị hay là sau ghép thì Aspergillus là tác nhân rất là hay gặp. And we would need to run a CT scan in persistent fever like in this patient, and we might find a typical infiltrate, a nodular infiltrate with a halo sign. Bởi vì thế mà chúng ta phải chụp CT bắt buộc cho các bệnh nhân nằm trong nhóm nguy cơ này và chúng ta phải tìm các dấu hiệu mang tính điển hình như là dấu hiệu kính mờ chẳng hạn. And ideally, we would have galactomannan testing from blood, because then we know which pathogen we are treating. Và mặt khác, để mà chúng ta được chẩn đoán bệnh nhân một cách chính xác, thì chúng ta phải có xét nghiệm galactomannan để mà phát hiện ra kháng nguyên này của nấm để chúng ta có thể chẩn đoán cái tình trạng nấm chắc chắn hơn nhiều so với chỉ chụp CT. So for both pathogens, Candida as well as Aspergillus, we know for many years that we have different drugs that we can use. Tất nhiên chúng ta cũng biết là nhiễm Candida và nhiễm Aspergillus thì cái việc dùng thuốc nó có khác nhau, cái loại thuốc có khác nhau. Two drugs with successful clinical trials are amphotericin B, or more specifically liposomal amphotericin B and caspofungin. Và đây tôi xin đưa ra cái phân tích gộp để so sánh hai cái thuốc rất là quan trọng là caspofungin và amphotericin B công thức lipid để mà điều trị kinh nghiệm các bệnh nhân giảm mạch cầu hạt mà sốt kéo dài dai dẳng. So while they were equally as successful in patients who were on antibiotics and had a fever for more than 4 days, hai thuốc này đều điều trị khá là thành công ở bệnh nhân mà bị sốt kéo dài dai dẳng do giảm mạch cầu hạt sau khi dùng kháng sinh mà vẫn sốt trên 4 ngày. Về số lượng bệnh nhân tới trên 1.000 bệnh nhân. Caspofungin was better in successfully treating baseline infections. Và chúng ta cũng thấy là cái phân tích gộp này cho thấy là caspofungin có vẻ như là tốt hơn, chỉ mô thế tốt hơn khi mà điều trị kinh nghiệm cho bệnh nhân sốt giảm mạch cầu hạt kéo dài dai dẳng. There was a higher survival rate. Và chúng ta cũng thấy về các cái chỉ số khác nhau như là tỷ lệ điều trị thành công. And it was better tolerated, less toxicity. Và nó ít độc tính hơn và dung nạp tốt hơn cho bệnh nhân so với amphotericin B công thức lipid. For other endpoints, there was no difference, like the resolution of fever. Với các chỉ số còn lại thì nó cũng không khác biệt nhiều lắm. So that led to the guideline of the Infectious Diseases Working Party of the German Hematology Society, and they are recommending for persistent fever these two drugs, but clearly caspofungin is the given the preference if we only want to treat Aspergillus or Candidemia. Chính vì thế mà nhóm làm việc về điều trị bệnh nấm xâm lấn của Đức người ta đưa ra những khuyến nghị giống như thế giới thì trong đấy có ưu tiên hơn một chút về cái việc dùng caspofungin để điều trị kinh nghiệm cho bệnh nhân nghi là nhiễm Aspergillus xâm lấn. By comparison, voriconazole only received a B level recommendation because the clinical trial was negative. It was not as good as amphotericin. Và với hai cái thuốc còn lại là micafungin và voriconazole thì kết quả là không tốt cho nên là chúng tôi không có khuyến cáo ở mức độ khuyến cáo cao. If we need to treat aspergillosis in a patient who was on prophylaxis, in a patient who received posaconazole prophylaxis, then we would use for treatment of aspergillosis either liposomal amphotericin B or caspofungin. Vì thế mà chúng ta cũng thấy tùy thuộc vào cái việc bệnh nhân có dự phòng trước bằng posaconazole không. Khi mà điều trị nhiễm Aspergillus xâm lấn thì chúng tôi đưa ra hai phương án là có dự phòng trước và không dự phòng trước. Và tùy theo phương án nào mà mình dùng các thuốc được lựa chọn là voriconazole hay là amphotericin B liposome. And
If a patient did not receive posaconazoles on the left side, then we are free to use azoles. Và tùy theo cái mức độ đáp ứng của bệnh nhân cũng như là cái các cái dấu hiệu mà chúng ta chụp phim ngày thứ 7 và 14 và mình sẽ quyết định là xuống thang với các cái thuốc đường uống azole hay là không. And we would repeat CT scan every week so that we see whether there is a response or a progression of disease. Và khi mà chụp phim vào cuối tuần thứ nhất và tuần thứ hai thì tùy theo cái mức độ đáp ứng của bệnh nhân là đáp ứng tốt hay là ổn định hoặc là bệnh nhân vẫn tiếp tục tiến triển thì mình sẽ căn cứ để làm chuyển sang các bước tiếp theo. This is really complex for aspergillosis, and if we go to the current guidelines, for example, the European guideline has 286 recommendations just for aspergillosis. Ở hiện nay các hướng dẫn điều trị nấm trên thế giới, chẳng như cái của Đức ở đây thì của châu Âu thì nó rất là phức tạp. Nó có tới hàng trăm khuyến cáo khác nhau. Để mà làm đơn giản hóa quá trình này thì người ta thay thế bằng các cái chỉ số. Mà chúng tôi dùng các chỉ số này để xem là bác sĩ đã tuân thủ tối đa cái việc điều trị chống nấm hay chưa. Và các bác sĩ hoàn toàn có thể tính điểm theo chỉ số này để biết là cái tuân thủ mình tới mức độ như thế nào khi mà chúng ta chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn Aspergillus. So we extracted the most important recommendations and put them on a card, on a pocket size card. Vì thế mà chúng tôi chọn các chỉ số quan trọng nhất trong cái quá trình chẩn đoán điều trị về nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn và đưa thành một cái card để mà chúng ta có thể tính thành điểm. And the card is freely available. You can Google it with like equal score Aspergillus and then it you would find it and you can download it and it would help you to do all the important things in Aspergillus management. Cái card này hoàn toàn miễn phí, chúng ta có thể tải xuống ta xem và chúng ta có thể sử dụng nó như là công cụ để mà chúng ta đơn giản hóa quá trình xác định cái mức độ tuân thủ với các hướng dẫn quốc tế hiện nay của chúng ta khi mà điều trị bệnh nhân bị nhiễm Aspergillus xâm lấn. We do have this card in about 16 languages, but not yet in Vietnamese. So if you want to help us with creating that card in Vietnamese, then we would be very happy. Chúng tôi đã dịch cái này ra 16 cái tiếng khác nhau, nhưng mà đáng tiếc là chưa có tiếng Việt. Thì nếu mà các bạn quan tâm, thì trong tương lai gần chúng ta có thể làm cái việc đấy để chúng ta có một cái card bằng tiếng Việt để các bác sĩ tham khảo khi mà chúng ta lựa chọn điều trị. On my last few slides, I'd like to briefly go into mucormycosis. Một vài slide cuối cùng tôi muốn tập trung vào một cái dự án của chúng tôi tại Đức và châu Âu về một cái tác nhân nấm mới rất là nguy hiểm là mucor. There is a new guideline from December 2019 with authors and experts from all around the world. Đây là dự án rất là mới từ năm 2019 mà chúng ta cũng thấy các cái nước tham gia nó bao phủ khá là rộng trên thế giới từ Tây Âu, Nga, Bắc Mỹ, Nam Mỹ cũng như là một số nước lớn Ấn Độ hay là Úc chẳng hạn đều tham gia vào dự án này. And the guideline is complex, but if you have a patient with presumed or diagnosed mucormycosis, then it can serve as a reference. Chúng tôi cũng thấy là cái dự án này tập trung vào cái việc đưa ra một cái lưu đồ chẩn đoán điều trị với tình trạng nhiễm mucor xâm lấn làm cái nấm mà nó gây tổn thương rất là nặng nề cái cấu trúc xương và tổ chức nội tại trong cơ thể. Thì cho nên là các hàng loạt cái biện pháp chẩn đoán được đưa ra đây mà chúng ta có thể nhìn thấy như là chiếu chụp các thứ. And this is the diagnostic pathway for mucormycosis from the guideline. And it starts with there are emergencies and require rapid action. And on the left, we have all the hematological advice for diagnostics. Khi mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm mucor thì đây là một cái chỉ định điều trị khẩn cấp bắt buộc phải làm rất là nhanh và đầu tiên thì người ta tập trung tới các bệnh nhân mà giảm bề cầu hạt của nhóm bệnh nhân huyết học là chính để bắt đầu thực hiện các cái chỉ định chẩn đoán bằng các kỹ thuật thăm dò. And the color code is like a traffic light. Green is good and yellow is not necessarily needed. Các cái chỉ định trong các ô màu xanh là các chỉ định bắt buộc phải làm
Trong ô màu vàng là khuyến cáo nhưng mà không quan trọng quá như vậy, có thể không làm. And the guideline familiarizes you with the other diagnostic measures, with when should I think of mucormycosis, and clinically as well as on imaging studies. Và lý do là chúng tôi làm cái dự án này là vì cái tổn thương rất nặng nề như các bạn có thể thấy trên màn hình ở bệnh nhân bị nhiễm mucor, cũng như các cái tổn thương rất là rõ và nặng nề trên phổi của bệnh nhân và tiến triển rất nhanh ở bệnh nhân bị nhiễm mucor, và đáng tiếc là nó lại hơi giống với lại nhiễm Aspergillus, cho nên là rất cần chẩn đoán phân biệt. And in microscopic or histopathological results are being explained as well, what to look for, the small Aspergillus hyphae and the very broad mucor hyphae. Và chúng ta cũng thấy khi mà thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu về vi sinh để tìm ra cái nấm mucor phân biệt Aspergillus, chúng ta thấy sự khác biệt giữa hai cái nhóm này. Cái sợi nấm Aspergillus nó rất là nhỏ, còn sợi nấm mucor nó rất là lớn, mà nó phân nhánh, nó bẻ gãy thành từng đoạn. And then of course we do have treatment pathways for adults and a separate for pediatrics. Và chúng tôi có các cái lược đồ điều trị nhiễm mucor cho người lớn cũng như là cho trẻ em. And there are additional pathways for settings where you don't have all drugs available, but where you lack certain drugs. Và ngoài ra còn một cái lược đồ nữa để dành cho những người mà chúng ta không đủ các loại thuốc tối ưu, mà chúng ta có các loại thuốc khác thì cũng thể lựa chọn như là một điều trị thay thế. And again, the key recommendations are on such a card. It's the front and the back side. And you can try to scan the QR code here. Và cũng tương tự như ở trên, chúng tôi có một cái tính điểm, điểm equal với nhiễm mucor, với những chỉ số quan trọng nhất của cái việc chẩn đoán và điều trị cái bệnh lý này. Và chúng tôi tính điểm thành cái dạng các cũng tương tự như ở trên để chúng ta có thể lựa chọn và tính điểm xem chúng ta điều trị đã tối ưu hay là chưa. I just checked the QR code, it works. Tôi đang thử xem cái này có điều trị có thành công không. And if you want to hear more of this on mucormycosis or febrile neutropenia or any of these problems, or currently actually there are quite some corona videos as well, then you could go to Infectious Diseases in Motion and on YouTube, and there is more time to explain the details. Nếu các bạn quan tâm tới cái nhiễm mucor và các cái nhiễm đậm khác, thậm chí nhiễm corona, thì hãy tới cái trang của chúng tôi ở đây để chúng ta xem kỹ hơn tất cả các vấn đề có liên quan. And that was my last slide. Đây là bài cái slide cuối cùng. Xin cảm ơn. Dr. Connolly, Dr. Bing's talk already sent to you by email. Is in English, so please look at these slides, and then Dr. Bing will speak in Vietnamese, and there will be no translation directly. Thank you. So not in my email, but in my email, I Dr. Connolly, I have yes. Just sent you in the morning today. Yes. So yes, with two attachment, the other presentation slide of Dr. Ben and Dr. Tan. Oh yes, I do have the other presentations. Yes. Yes. Mm-hmm. Yes. Yeah. Yes. So you can see it, and Dr. Ben will present by Vietnamese. Yes. And I can see, yes, perfect. The first will be the one on antibiotics or antifungals? The first is antibiotic presentation. Great. Okay, thank you. Yes, I have that. And great. Mm-hmm. Okay. So now the next presentation will follow. That means that I would go on mute with my microphone. Okay, so not to not interfere. Right? Yes. Thank you.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Oliver Quenney với bài báo cáo rất hay và hữu ích ạ. Tiếp ngay sau đây xin kính mời bác sĩ chuyên khoa Võ Thị Thanh Bình sẽ chia sẻ đến cha với chủ đề cập nhật tình hình tại Việt Nam về điều trị kháng sinh trên bệnh nhân sốt giảm bạch cầu hạt ạ. Xin chân thành kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Thanh Bình tiếp bài báo cáo mình ạ. Xin chân thành cảm ơn chị. Không có, chưa chuyển bài ạ. Phần trình bày thì xin có hai phần. Thứ nhất là phần chẩn đoán sốt do giảm bạch cầu trung tính và phần thứ hai là phần điều trị kháng sinh cũng như là một số những cái biện pháp dự phòng cho việc điều trị sốt giảm bạch cầu trung tính. Thì sốt giảm bạch cầu trung tính là một trong những cái biến chứng nguy hiểm nhất trong điều trị ung thư nói chung, cũng đặc biệt là trong nhóm bệnh lý huyết học ác tính mà những cái thể nhóm nguy cơ cao như phần trình bày trên thì giáo sư Oliver cũng đã nói, đó là những bệnh nhân leukemia cấp, đặc biệt là những bệnh nhân tái phát hoặc là kháng thuốc, và một nhóm nữa đó là nhóm kép tế bào gốc tự thân hoặc là đồng loài. Thì về tiêu chuẩn chẩn đoán định nghĩa của sốt giảm bạch cầu trung tính là bệnh nhân có nhiệt độ trên 38 độ 5 và kèm theo thì có bạch cầu trung tính là dưới 0,5 giga trên lít, và hầu hết các phác đồ hóa chất đều gây giảm bạch cầu trung tính trung bình trong vòng 6 đến 8 ngày, và thường cái số lượng mà giảm thấp nhất đến tuyệt lạc là từ 10 đến 14 ngày. Vì vậy mà trong phần trình bày trên thì giáo sư Oliver đã nhấn mạnh những bệnh nhân mà giảm trên 10 ngày là nhóm nguy cơ cao. Có khoảng 60% bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính thì có nhiễm trùng biểu hiện trên lâm sàng và có thể tìm thấy tác nhân gây bệnh. Và khoảng 20% những bệnh nhân mà số lượng tuyệt đối của bạch cầu trung tính dưới 0,1 thì sẽ có nhiễm khuẩn huyết. Và cái nhóm nguy cơ thì sẽ được dựa theo cái khoảng thời gian mà giảm bạch cầu trung tính, và tỷ lệ đáp ứng với kháng sinh thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào nhóm nguy cơ. Ví dụ như nếu nhóm nguy cơ cao trên 14 ngày thì tỷ lệ đáp ứng với kháng sinh là chỉ có 32%, và tỷ lệ tử vong thì với những trường hợp mà giảm bạch cầu trung tính có sốt thì lên đến 11% ở những trường hợp mà bệnh lý huyết học ác tính. Và những yếu tố tiên lượng xấu cho những bệnh nhân mà sốt giảm bạch cầu trung tính khi mà bệnh nhân có tỷ lệ cấy máu dương tính làm với gram âm là đến 18%, còn với gram dương thì thường cái tỷ lệ dương tính thấp hơn là chỉ 5%. Và một số những cái vị trí nhiễm trùng như là viêm phổi, có những cái tổ chức áp xe hoặc viêm mô tế bào thì đấy là những cái yếu tố nguy cơ xấu. Và tỷ lệ dương tính thì khi mà cấy được thì còn phụ thuộc vào một số yếu tố, ví dụ như bệnh nhân có được sử dụng kháng sinh dự phòng hay không, bệnh nhân có đặt những cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm hay không, và khi đó tỷ lệ phát hiện ra kháng vi khuẩn có thể lên đến 20%. Và đối với những bệnh lý huyết học ác tính thì cái có một mối liên quan giữa việc mức độ giảm bạch cầu trung tính gây sốt với cường độ liều hóa chất. Và trên thực tế thì sẽ có những cái bảng hướng dẫn để tùy theo những cái phác đồ hóa chất đó mà tính cái nhóm nguy cơ cho bệnh nhân là thuộc nhóm nguy cơ thấp dưới 10% hoặc nguy cơ cao trên 20%. Ngoài ra, một số những yếu tố tăng nguy cơ mà sốt giảm bạch cầu trung tính và dẫn đến các biến chứng như là về tuổi của bệnh nhân hoặc là những bệnh tiến triển, ví dụ như những bệnh nhân mà với nhóm leukemia cấp mà
kháng thuốc hoặc là tái phát và điều trị cứu vãn, rồi những bệnh nhân mà có tiền sử là sốt giảm bạch cầu trung tính trước đó, rồi những bệnh nhân có những cái tổn thương ở loét niêm mạc, rồi có những cái bệnh lý kèm theo về phổi hoặc hô hấp vân vân. Đấy là những cái yếu tố mà mỗi bác sĩ sẽ cần phải biết để có một cái kế hoạch dự phòng và tiên lượng cái vấn đề sốt giảm bạch cầu trung tính, cũng như là những cái biến chứng mà trong cái phần trình bày của giáo sư Oliver cũng đã đề cập đến, là phải có một cái kế hoạch ban đầu cho bệnh nhân. Với những bệnh nhân leukemia cấp mà thì cái yếu tố mà nguy cơ như phần trên thì tôi cũng đã trình bày, đó là việc giảm bạch cầu trung tính. Nhưng còn những cái bạch cầu còn lại của những cái bệnh nhân như thế thì thường là không có chức năng, cũng như là bệnh nhân rất dễ có những cái tổn thương niêm mạc hoặc đặt những cái đường truyền tĩnh mạch vân vân. Ngoài ra thì những cái thuốc gây khi mà điều trị cho những cái bệnh nhân, hóa chất khi điều trị thì sẽ rất dễ tổn thương niêm mạc. Điều này thì không phải chỉ với những bệnh nhân leukemia cấp mà đặc biệt là đối với nhóm bệnh nhân ghép tế bào gốc. Và sau đây là một cái slide về cái vị trí tổn thương và sẽ gợi ý cho những cái vi khuẩn tổn thương, để từ đó mà trước khi chúng ta có kết quả về cấy vi khuẩn hoặc vi nấm vân vân thì chúng ta sẽ có cái định hướng chọn kháng sinh theo kinh nghiệm. Và phần này thì phần giáo sư Oliver cũng đã trình bày ở trong bài trình bày của mình. Ngoài ra thì nói chung trong những bệnh lý huyết học ác tính khác thì còn một số những cái thể mà có lẽ như gần đây chúng ta cũng có tiếp cận nhiều hơn, đó là những cái trường hợp như CLL. Thì bên cạnh là việc dùng hóa chất cũng như là những cái tổn thương niêm mạc thì cái việc là ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch dịch thể, giảm globulin miễn dịch cũng là yếu tố nguy cơ gây nhiễm trùng. Còn đối với những bệnh nhân ghép, đặc biệt là đối với ghép đồng loài, thì một trong những cái biến chứng quan trọng nhất và ảnh hưởng đến cái kết quả của hiệu quả của ghép đó là vấn đề nhiễm trùng. Thì vấn đề nhiễm trùng ở đây không phải là chỉ đối với vi khuẩn mà còn là virus và đặc biệt là nấm. Và phần nấm thì giáo sư Oliver cũng đã trình bày rất là nhiều, và phần sau là về một cái topic là phó giáo sư Thanh cũng sẽ trình bày khá là sâu, kể cả cho những bệnh nhân ghép đồng loài. Còn đối với vi khuẩn thì tùy từng giai đoạn, với những cái giai đoạn mà trước khi mọc mảnh ghép, tức là giai đoạn mà bạch cầu trung tính giảm rất là thấp, mà có lẽ là trọng tâm của cái bài cái chủ đề ngày hôm nay nói đến, thì việc bên cạnh cái việc giảm bạch cầu trung tính thì những cái hàng rào để bảo vệ cơ thể từ niêm mạc ở đường tiêu hóa cũng như là việc bắt buộc phải đặt những cái đường truyền tĩnh mạch sẽ là những cái yếu tố nguy cơ cao và cũng là những cái gợi ý để có thể các bác sĩ cũng định hướng là những cái vi khuẩn gì có thể nhiễm trùng trong giai đoạn này. Còn giai đoạn sau, sau khi mọc bạch cầu thì vì cái miễn dịch của bệnh nhân chưa được hồi phục cũng như là những cái phải sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch ảnh hưởng đến tế bào T rồi tế bào B vân vân thì cũng vẫn có những cái nguy cơ nhiễm vi khuẩn. Và đây là một cái slide cho thấy là cái khoảng thời gian để mà những cái tế bào miễn dịch được hồi phục sẽ phải mất nhiều tháng và thậm chí là năm, tùy theo cái kiểu ghép ở những bệnh nhân ghép đồng loài. Và đã có những cái nghiên cứu để đánh giá cái mối liên quan về những cái yếu tố nguy cơ từ cái kiểu ghép cũng như là thời gian sau ghép, rồi những cái biến chứng khác trong quá trình ghép như là biến chứng ghép chống chủ, rồi mức độ phù hợp, rồi cái tình trạng khi vào ghép, ví dụ như là bệnh nhân leukemia cấp vào ghép CA1 hay CA2 vân vân thì sẽ có những cái yếu tố nguy cơ của cái vấn đề nhiễm trùng. Và đây cũng là một cái slide thì cho thấy rõ hơn cái việc về cái thời điểm sau ghép cũng như là cái sự hồi phục của những cái tế bào lympho B, T vân vân, và cái nguy cơ nhiễm trùng, và nó sẽ liên quan đến cái thời gian sống toàn bộ của bệnh nhân. Vậy thì cái phần đối với để chẩn đoán được một bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính thì chúng ta sẽ phải cần phải lưu ý những cái vấn đề gì. Thì thứ nhất là với những bệnh nhân mà có những cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm
hoặc là bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng hoặc là tiền sử cấy nhiễm sắc thể, và đặc biệt là vấn đề thăm khám thường quy là đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Và trong cái phần trình bày cuối cùng thì tôi xin được đưa ra một ca lâm sàng để cho thấy cái việc chúng ta theo dõi cái lâm sàng của bệnh nhân sát thì cái việc mà chúng ta phát hiện nhiễm trùng cũng như là phòng những cái biến chứng nặng từ nhiễm trùng như sốc nhiễm khuẩn thì vẫn có thể được đối với những bệnh nhân, thậm chí là là những bệnh nhân ghép. Ngoài ra thì những xét nghiệm chuyên sâu mà phần trình bày trên thì giáo sư Oliver cũng đã nói, bên cạnh là những cái xét nghiệm có lẽ là đã rất là quen như là việc cấy máu rồi xét nghiệm chỉ số nhiễm trùng hoặc là theo dõi những cái xét nghiệm để theo dõi cái số lượng tuyệt đối bạch cầu trung tính, thì những xét nghiệm về thăm dò chẩn đoán hình ảnh đóng một vai trò rất là quan trọng. Ngoài ra thì những cái xét nghiệm để mà sàng lọc tiên lượng bệnh nhân có thể có những cái vi khuẩn mà kháng với kháng sinh, ví dụ như là việc xét nghiệm vi khuẩn ở đường tiêu hóa thường định kỳ hàng tuần, hoặc thậm chí là chúng tôi cũng được khuyến cáo là nên làm những trước khi với những cái bệnh nhân điều trị hóa chất hoặc là ghép thì cần phải được xét nghiệm, tức là phết hậu môn trực tràng để cấy tìm những vi khuẩn kháng thuốc. Và đây cũng là một cái chủ đề mà phòng tức là khoa vi sinh đã đăng ký một cái đề tài cơ sở phối hợp để làm, và chúng hy vọng là trong tương lai gần sẽ được triển khai. Về những cái xét nghiệm thăm khám thường quy thì bên cạnh là việc những cái xét nghiệm để theo dõi cái số lượng bạch cầu trung tính thì những xét nghiệm để tiên lượng cái yếu tố nhiễm trùng và khá là nhạy và đặc hiệu như là protein C phản ứng cũng như là procalcitonin, vì đây là cái phần mà tôi tham khảo trong cái phần cái phác đồ chẩn đoán theo dõi những bệnh nhân sốt giảm bạch cầu trung tính của Viện vào năm 2014, và cũng hy vọng là cái bản mới ra sẽ có sự thay đổi để thêm một số những cái chỉ số khác. Thì những cái việc mà chúng ta phải tìm được vi khuẩn để tìm được cái thuốc tức là kháng sinh nhạy đối với từng bệnh nhân, bởi vì không phải vì cái tính cá thể của bệnh nhân đóng một vai trò rất là quan trọng, thì những xét nghiệm về thăm dò chuyên sâu như là chụp CT ngực độ phân giải cao hoặc là những xét nghiệm dịch rửa phế quản thì có một ý nghĩa rất là lớn. Thì việc mà trước một bệnh nhân điều trị hóa chất thì chúng ta sẽ phải tiên lượng là những bệnh nhân đó sẽ có nguy cơ nhiễm trùng. Bởi vì vậy mà những cái việc thường xuyên chúng ta đánh giá cái bảng điểm sốt giảm bạch cầu trung tính đối với các bệnh nhân là vô cùng quan trọng, để từ đó có một cái chiến lược dự phòng kháng sinh cũng như là cái thuốc chống nấm và cũng là những cái thuốc mà kích thích sinh bạch cầu. Thì những cái triệu chứng, những cái chỉ số thì cũng rất là đơn giản để mà cho các bác sĩ có thể tính điểm và từ đó đưa ra cái nhóm nguy cơ cho mỗi bệnh nhân điều trị hóa chất. Thì với những trường hợp mà có nhóm nguy cơ cao là sẽ có nguy cơ có những biến chứng nặng và có thể gây tử vong thì cần phải lưu ý là đó là những cái trường hợp mà bệnh không tiến triển hoặc không đáp ứng, đặc biệt là nhóm leucemia cấp dòng tủy hoặc là những bệnh nhân mà có cái tiền biểu hiện viêm phổi nhiễm trùng nặng khi mới chẩn đoán. Và những trường hợp này thì chúng ta rất hay gặp ở những bệnh nhân mà leucemia cấp điều trị tấn công, tức là cái triệu chứng ban đầu bệnh nhân vào viện vì viêm phổi. Ngoài ra thì trong cái quá trình điều trị do tác dụng của hóa chất cũng như cái việc mà chăm sóc bệnh nhân thì cái tổn thương niêm mạc thì cũng rất là hay gặp. Và phần sau thì tôi xin được trình bày lưu ý về cái việc chăm sóc cho bệnh nhân để phòng những cái biến chứng này vân vân. Với những nhóm nguy cơ thấp thì không có những cái yếu tố nguy cơ cao như trên thì cái chiến lược điều trị của bệnh nhân cũng có thể là khác hơn. Tất nhiên là ở nước ngoài thì những cái nhóm này thì có thể là sẽ được điều trị ở outpatient, tức là sau đấy nếu có những yếu tố mà cần thiết phải vào viện thì mới có, nhưng ở trong điều kiện Việt Nam của chúng ta thì chúng ta chưa thực hiện được. Và đây cũng là một cái bảng tương tự để tính. Thì việc mà chúng ta cần phải biết những cái tác nhân thường gặp về vi khuẩn, vi nấm thì đóng một vai trò rất quan trọng, bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ phải điều trị kháng sinh, lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm ban đầu. Thì phần này thì như phần trên thì giáo sư Oliver cũng đã nói, và sau đây tôi xin được đưa ra một cái bảng khác để có lẽ là cụ thể hơn và nó có một mối liên quan hơn về những cái vị trí tổn thương cũng liên quan đến với những cái
những cái vi khuẩn nó có mối liên quan với những cái vị trí tổn thương cũng như là những cái đặc điểm ở trên bệnh nhân, ví dụ như là những trường hợp mà bệnh nhân có giảm gamma globulin hoặc những bệnh nhân mà có điều trị những cái thuốc mà giảm cái chức năng của tế bào lympho T vân vân, đặc biệt là trong nhóm ghép thì sẽ cho thấy là những cái vi khuẩn nào có thể nhiễm, và từ đó mà chúng ta sẽ lựa chọn cái kháng sinh theo kinh nghiệm ban đầu nó tương đối sát hơn. Và thực tế là khi mà so sánh, tức là khi mà xem lại cái kết quả cái vi khuẩn vi nấm thường gặp tại viện và đặc biệt là tại khoa ghép tế bào gốc năm 2019 thì chúng tôi đã được một cái bảng kết quả và cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà nhiễm những vi khuẩn đặc biệt là gram âm như E. coli, Pseudomonas hoặc là Klebsiella pneumoniae thì cũng tương đồng với những cái nghiên cứu của các nước khác với cái tỷ lệ khá cao. Thì trong cái slide này thì tôi mới chỉ được mới đưa ra được là cái kết quả của khoa H8 và một phần thì cũng có so sánh với cái tổng thể của viện, thì cái tỷ lệ mà nhiễm vi khuẩn gram âm và kể cả gram dương thì có một điều khá là đặc biệt là cao hơn so với mặt bằng chung của viện. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa xin được bởi vì cái kết quả của một số khoa mà điều trị hóa chất như khoa nhi và khoa H7 nên không có sự so sánh. Nhưng một lần nữa tôi cũng nhấn mạnh là tại khoa H8 thì cái tỷ lệ nhiễm vi khuẩn gram âm và gram dương là cao hơn so với mặt bằng chung của bệnh. Và một điều nữa thì tôi cũng xin được nói qua cái kết quả của kết quả mà của năm 2019, đó là đây là chỉ là ở trong máu, còn những cái bệnh phẩm khác như là ở trong phân hoặc trong dịch thì ở khoa H8 cũng gặp nhiều hơn so với các khoa khác. Tuy nhiên cái lý do cao hơn một phần là vì cái tỷ lệ cấy những cái bệnh phẩm khác như là đờm, dịch và nước tiểu, phân ở khoa H8 thì cao hơn hẳn so với cả các khoa khác. Về cái tỷ lệ kháng vi khuẩn mà kháng kháng sinh nói chung của khoa H8 thì có một điều khá là đặc biệt mà chúng tôi cũng khá là bất ngờ, đó là cái tỷ lệ mà vi khuẩn gram âm kháng với meropenem lên đến 37% trong khi imipenem là 31%. Thì chúng tôi cũng chưa có dịp để tìm hiểu lý do tại sao cái tỷ lệ kháng meropenem lại cao, mặc dù là cái tỷ lệ này thì tình trạng chung của viện là như thế. Và một lần nữa thì tôi cũng xin được nói là cái tỷ lệ mà kháng với kháng sinh thì so với mặt bằng chung của viện thì ở khoa H8 cũng cao hơn. Và ngoài ra thì cái đề kháng kháng sinh với vi khuẩn gram dương thì rất là may mắn là với những cái nhóm mà chúng ta có ở trong tay như vancomycin hoặc letrozole thì cái tỷ lệ đề kháng với kháng sinh thì còn rất là thấp, chỉ có 2,2%. Còn một cái nhóm nữa mà cần phải lưu ý với cái tỷ lệ mà phát hiện cũng khá là cao, cái phần trên là kháng nói chung, tức là vi khuẩn trong tất cả bệnh phẩm máu, các bệnh phẩm dịch khác. Còn đây là cái kết quả mà kháng kháng sinh ở trong máu. Thì cái tỷ lệ mà kháng với nhóm carbapenem cũng tương đối cao, với meronem là lên đến 45% đối với bệnh nhân ở H8 và imipenem là 33%. Những cái nhóm kháng sinh khác có lẽ là ít dùng như colistin hoặc fomicin thì cái tỷ lệ đề kháng với kháng sinh là thấp hơn, chỉ là 5-12%. Và một điều rất may mắn là cái nhóm amikacin thì cái tỷ lệ kháng chỉ là 9,3%. Thì chính vì cái việc mà chúng ta chỉ định dùng kháng sinh ban đầu dựa theo kinh nghiệm là dựa vào cái một cái yếu tố rất quan trọng, đó là dịch tễ của từng cơ sở điều trị của viện cũng như là ở tại khoa, nó sẽ là một cái hướng dẫn để cho các bác sĩ lựa chọn cho những cái bệnh nhân mà nghi ngờ là có nhiễm khuẩn. Và đặc biệt là với những bệnh nhân mà nhiễm khuẩn gram âm thì những cái triệu chứng rất là khá là đặc thù, đặc trưng, đó là bệnh nhân thường biểu hiện sốt, rét run, kèm theo nếu có đi ngoài phân lỏng thì đến 90% là sẽ là gram âm. Vì vậy mà cái bộ kháng sinh mà chúng ta cần phải biết để mà lưu ý là trong cái điều kiện của viện mà rất là kháng rất là ít thì là một cái lựa chọn để chúng ta chọn. Thì với vi khuẩn gram dương thì tại khoa H8
OH8 thì cũng một cái tỷ lệ so với mặt bằng chung là cũng hơi nhích hơn, và nếu mà ở trong máu thì cái tỷ lệ nhiễm nó tức là kháng với kháng sinh thì cũng cao hơn so với cả là nếu mà tính đồng đều tất cả các loại chất dịch cũng như là ở trong máu. Vậy thì với cái khái niệm về việc chẩn đoán cũng như là cái nguy cơ nhiễm các vi khuẩn, rồi là cái vị trí nhiễm và cái thực tế là cái dịch tễ của tại viện cũng như tại khoa như thế nào, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn điều trị kháng sinh như thế nào cũng sẽ là một cái bài toán mà các bác sĩ khi điều trị cho bệnh nhân điều trị hóa chất cũng như là ghép sẽ phải lưu ý. Vì vậy mà cái việc đánh giá bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ nào thì sẽ rất là quan trọng. Và vì vậy một lần nữa thì tôi xin được nhắc lại là với những bệnh nhân, những người bệnh mà có nhóm nguy cơ thấp, có nghĩa là huyết động bệnh nhân ổn định, rồi là bệnh nhân không có những cái yếu tố như leukemia cấp, không đặt những cái đường truyền tĩnh mạch, thì để phòng cho cái việc là kháng sinh cũng như là việc đỡ độc đối với cả các chức năng gan thận của bệnh nhân, thì việc chúng ta sẽ kháng sinh cần sử dụng thì có thể là chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm quinolon đơn độc hoặc là kết hợp với những cái nhóm khác như amoxicillin có acid clavulanic vân vân. Còn với bệnh nhân mà thuộc cái nhóm mà nguy cơ cao nhưng sau khi hết sốt 48 giờ thì cũng phải cân nhắc để chuyển kháng sinh từ đường tĩnh mạch sang sử dụng quinolone đường uống. Còn với những bệnh nhân mà nhóm nguy cơ cao thì nếu chúng ta nắm được những cái yếu tố nguy cơ cao của bệnh nhân cũng như là dựa vào cái tình hình dịch tễ của mỗi cơ sở, bệnh viện, mỗi khoa thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn kháng sinh khác nhau. Thì như phần trình bày của giáo sư Oliver cũng đã nói là cái tỷ lệ mà những cái kháng sinh gram âm ở tại Việt Nam thì kháng với nhóm cephalosporin là cũng đã khá là cao, đến trên 70%. Chỉ có may mắn là đối với nhóm carbamazepine vân vân. Còn với những cái bệnh nhân mà có nguy cơ đánh giá là nhiễm khuẩn huyết cao và giảm bạch cầu trung tính lâu dài thì cái việc lựa chọn, ưu tiên lựa chọn đó là beta lactam phối hợp với nhóm aminoglucosid, mà thực tế tại viện cũng như là tại khoa H8 thì cho thấy cái tỷ lệ kháng với amikacin thì cũng rất là thấp. Vậy đây là một cái sơ đồ để đánh giá và xử trí sốt giảm bạch cầu trung tính, thì phần trình bày của giáo sư Oliver cũng đã rất là rõ ràng nên tôi xin được bỏ qua. Về phần để mà điều trị có hiệu quả hơn thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải tìm được cái tác nhân gây bệnh. Vì vậy mà việc cấy máu liên tục cách nhau một giờ cũng như cấy những cái bệnh phẩm khác như nước tiểu rồi là dịch vân vân đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì là cái việc mà sau đó chúng ta có kháng sinh đồ dựa trên những cái vi khuẩn mà chúng ta tìm được thì sẽ điều trị có hiệu quả hơn. Về ban đầu thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, còn phải khi mà có rõ ràng hơn về vị trí tổn thương, kết quả vi sinh là kết quả cấy cũng như là những cái kết quả chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ thì chúng ta sẽ có những cái định hướng phải điều chỉnh kháng sinh. Ví dụ như là với những trường hợp mà có viêm mô tế bào hoặc là viêm phổi thì chúng ta sẽ cần phải thêm những cái nhóm gram dương như Vanco hoặc Lilezolid, hoặc là những trường hợp mà viêm phổi và nghi nhiễm khuẩn huyết do gram âm thì chúng ta sẽ phải thêm nhóm aminoglucosid hoặc chuyển cả carbapenem. Còn một cái nhóm nữa mà có lẽ trước đây chúng ta chưa để ý nhiều và cũng rất là may mắn là hiện tại viện mình đã làm được, triển khai được, đó là xét nghiệm C-dip. Thì những bệnh nhân mà có tổn thương đường tiêu hóa đi ngoài thì bắt buộc chúng ta sẽ phải bên cạnh việc cấy tìm những vi khuẩn khác thì việc mà tìm xét nghiệm C-dip cho bệnh nhân đóng một vai trò rất quan trọng. Và cái thuốc mà để điều trị cho nhóm này thì lại rất là đơn giản, đó là metronidazole hoặc vancomycin đường uống. Còn nếu với những bệnh nhân mà chúng ta chưa có kết quả nhưng sau không đáp ứng sau 2 đến 4 ngày điều trị kháng sinh thì tùy theo nhóm nguy cơ thì chúng ta sẽ cần phải xem lại cái liều cũng như phổ kháng sinh dùng trước đã phù hợp chưa, thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn kháng sinh phổ rộng hơn và đặc biệt là sẽ phải kết hợp với thuốc chống nấm theo kinh nghiệm. Ngoài ra thì những trường hợp mà nặng nguy kịch
thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải kết hợp cả ba men nem vào phủ thêm nhóm gram xương kết hợp với nhóm aminoglucosid hoặc quinolone. Thì với những bệnh nhân mà được đặt đường truyền tĩnh mạch, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân ghép tế bào gốc, gần như 100% các trường hợp đều được đặt đường truyền tĩnh mạch, thì khi mà bệnh nhân được cấy máu thì bên cạnh là việc cấy máu ở máu ngoại vi thì còn phải cấy máu ở cannulate, bởi vì một trong những cái lưu ý đó là khi đặt những đường truyền như thế thì nó sẽ tạo ra cái màng biofilm, màng sinh học, và vì vậy mà cái nguy cơ nhiễm trùng từ cái đường tĩnh mạch đó sẽ rất là cao. Và những trường hợp như thế thì dù là chưa có kết quả để cấy vi khuẩn, nhưng nếu mà bệnh nhân mà vẫn ổn định và không cần rút cannulate thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng cái nhóm gram dương. Và một trường hợp khác là mặc dù là cấy ra vi khuẩn gram dương với tụ cầu nhưng bệnh nhân ổn định thì vẫn có thể lưu cannulate. Thì một điều cũng khá là lý thú là đặc biệt đó là với những bệnh nhân mà nhiễm vi khuẩn gram dương thì cái nguy cơ mà gây nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn thì thấp hơn so với những trường hợp mà gram âm. Còn những trường hợp mà bệnh nhân đã có những cái biểu hiện của nhiễm trùng quanh trên cannulate như tạo thành ổ, hoặc là sốt dai dẳng kéo dài, hoặc nhiễm nấm, thì bắt buộc chúng ta sẽ phải rút cannulate cho bệnh nhân. Ngoài ra, một trong những cái triệu chứng mà rất hay gặp đối với những bệnh nhân điều trị hóa chất, bị ác tính điều trị hóa chất cũng như bệnh lý bệnh nhân ghép, đó là viêm phổi. Thì dựa vào lâm sàng cũng như là dựa vào kết quả chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta sẽ phải thêm những cái nhóm vi khuẩn kháng sinh, đặc biệt lưu ý là những nhóm vi khuẩn không điển hình để điều trị cho bệnh nhân. Và ví dụ như là những ngoài ra thì cái việc mà nhiễm vi khuẩn pseudomyositis thì cái việc điều trị cotrimoxazole cũng cần phải được lưu ý dự phòng. Và trong phần trình bày của giáo sư Oliver thì ông cũng đã nói đến cái việc là dự phòng cotrimoxazole phối hợp với cả posaconazole nếu như trường hợp mà nguy cơ tức là giảm bạch cầu trung tính sâu và kéo dài. Ngoài ra những cái vị chú ý mà gợi ý khác như nhiễm trùng ngoài da thường là do vi khuẩn gram dương thì thêm vanco, còn những trường hợp mà nhiễm trùng trong ổ bụng thì thêm metronidazole, hoặc là những trường hợp tiêu chảy thì cần phải lưu ý là đối với khả năng nhiễm Clostridium difficile. Việc mà khi bệnh nhân đã có giảm bạch cầu trung tính và có sốt thì việc theo dõi bệnh nhân sát là đóng một vai trò rất là quan trọng, bên cạnh là việc để có thể chúng ta cần điều chỉnh kháng sinh cũng như là để đánh giá. Và việc mà chúng ta khi bệnh nhân hết sốt thì có một cái chiến lược để giảm thang kháng sinh cho bệnh nhân. Còn nếu mà những bệnh nhân mà đã được phủ kháng sinh kéo dài, tức là phủ kháng sinh rộng, thì tùy theo cái tình trạng lâm sàng có ổn định hay không ổn định thì chúng ta có thể có một cái định hướng để kết hợp thêm kháng sinh. Và phần này thì giáo sư Oliver nói cũng đã rất là kỹ theo từng nhóm đối với bệnh nhân. Phần cuối cùng mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là chắc là trong cái hoàn cảnh dân trí của những bệnh nhân của chúng ta cũng như là cái điều kiện môi trường của chúng ta chắc chắn không thể bằng được ở những cái nước châu Âu như ở Đức hay là ở Mỹ hay ở Nhật vân vân, thì việc giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân để chúng ta có thể phòng sớm ngay từ đầu cái vấn đề nhiễm trùng, bởi vì chúng ta biết chắc chắn là khi bệnh nhân điều trị leukemia cấp hoặc là ghép điều trị thì chắc chắn là sẽ có giảm bạch cầu bên cạnh những yếu tố nguy cơ khác, thì việc hướng dẫn cho bệnh nhân đóng một cái vai trò rất là quan trọng, và cái vai trò này thì sẽ có sự đóng góp rất lớn của các bác sĩ cũng như là các, đặc biệt là các bạn điều dưỡng. Thì sau đây tôi xin được đưa ra một số những cái slide về những cái hướng dẫn, đây là của nước ngoài mà họ cũng đã rất là chi tiết về cái vệ sinh cá nhân, từ cái việc là tắm, vệ sinh các bộ phận cơ thể, rồi việc cắt móng tay, móng chân, rồi là cái việc có dùng chung khăn tắm, rồi dùng chung dao cạo râu, hoặc là một cái việc mà tức là cũng rất là đơn giản nhưng chắc chắn đối với chúng ta chưa lưu ý, đó là những trường hợp mà từ những cái đường ở ngoài da, tức là cái tổn thương ở ngoài da, rồi có thể xâm nhập vi khuẩn, rồi nấm, thì cái việc mà
bệnh nhân nằm trong phòng điều trị, phòng điều hòa da khô nó cũng sẽ gây tổn thương da. Vì vậy mà cái việc mà chúng ta sử dụng những cái kem dưỡng ẩm bôi cho bệnh nhân cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng cho bệnh nhân. Rồi vấn đề về môi trường thì cái việc giao tiếp và tiếp xúc, rồi những cái khu vực nào bệnh nhân có thể đến được cũng đóng một cái vai trò. Và đây là những cái phần mà các bác sĩ và điều dưỡng sẽ phải tư vấn cho bệnh nhân. Và một cái phần nữa rất rất quan trọng, bởi vì đó là vấn đề mà dinh dưỡng cho bệnh nhân, thì họ có một cái list rất là rõ về việc không phải chỉ nói chung chung là chúng ăn chín uống sôi, mà họ sẽ khuyến cáo những cái thức ăn gì nên ăn được, rồi làm cái việc mà bảo quản những cái thực phẩm đấy, rồi cái việc mà ví dụ như là đi mua thực phẩm từ siêu thị hoặc là ở ngoài chợ về thì sẽ phải được bảo quản ngay, cất ngay, vân vân, để mà đảm tránh cái nhiễm trùng cho bệnh nhân. Bởi vì rõ ràng là cái việc những cái đường nhiễm trùng như ở ngoài da, đường hô hấp và đường tiêu hóa là bạn, rồi đường đặt những cái đường truyền tĩnh mạch đóng một vai trò rất quan trọng, và đường tiêu hóa thì cả một cái hệ thống, nó sẽ là một cái hệ vi sinh vật, và khi mà nhiễm trùng, khi mà có một cái tổn thương thì vi khuẩn từ đường tiêu hóa sẽ xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng huyết rất là nhanh. Và những cái thức ăn mà khuyến cáo là không được ăn thì cũng có những cái hướng dẫn rất là cụ thể. Và một cái bảng và một cái slide về so sánh những cái khuyến cáo trong cái vấn đề cái nguyên tắc để xử lý những cái biến chứng sốt giảm bạch cầu trung tính, thì trong khoảng 50 năm qua thì có những cái nó luôn luôn phải được khuyến cáo, nhưng có những cái sẽ cần phải được thay đổi. Bởi vì ví dụ như là những việc mà kết hợp những cái kháng sinh thì rõ ràng là ở thời điểm này cái việc xuất hiện những kháng sinh mới về vi khuẩn cũng như là đặc biệt là về nấm thì nó cũng sẽ có được cái cơ hội hơn. Nhưng cũng một cái vấn đề nữa là vấn đề kháng với kháng sinh nó cũng là một cái vấn đề, vì vậy mà nó cũng có những cái sự thay đổi. Ngoài ra thì những cái khuyến cáo, cái định hướng để điều trị cho những bệnh nhân sốt hay là nhiễm khuẩn huyết, rồi những cái tổn thương những cái cơ quan mà có lẽ trước đây chúng ta cũng không để ý, ví dụ như là ở vùng miệng họng, rồi ở vùng mũi, đặc biệt là cái vấn đề ở xoang, nhiễm nấm ở xoang là mà được phát hiện dựa qua CT cũng đóng một cái vai trò rất quan trọng, thì cũng được khuyến cáo rất là nhiều và có cái sự thay đổi. Và sau đây thì tôi xin được đưa ra một cái ca bệnh là một bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài để cho một cái minh chứng cho thấy rằng là với những bệnh nhân nếu được mà chúng ta tiên lượng rằng bệnh nhân sẽ rất dễ có nguy cơ nhiễm trùng, thì việc chúng ta theo dõi sát và có những cái xử trí ban đầu điều trị theo kinh nghiệm mà hợp lý thì cũng có thể là mặc dù là những bệnh nhân này là nguy cơ tử vong rất là cao, nhưng chúng ta vẫn có thể giúp để cứu được cho bệnh nhân. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 28 tuổi được chẩn đoán leucemia cấp dòng tủy tái phát sau điều trị hóa chất là 2 năm. Và sau đó đã được điều trị cứu vãn bằng phác đồ hóa chất rất là mạnh và được đưa vào để ghép tế bào gốc máu dây rốn. Thì trong đợt điều trị hóa chất của bệnh nhân, đợt điều trị xeo viết bằng phác đồ Flakdano, thì bệnh nhân cũng đã có sốt giảm bạch cầu trung tính nhưng mà không rõ tiêu điểm nhiễm trùng. Và bệnh nhân đã được sử dụng phác đồ điều khiển hóa bằng Rebid ATG kết hợp với Busulfan Flu và Etoposide, tức là phác đồ khá là mạnh. Thì có một cái biến chứng mà bệnh nhân phải dừng điều trị hóa chất, đó là tăng men gan. Sau khi ổn định được men gan thì bệnh nhân được điều kiện hóa trở lại. Tuy nhiên bệnh nhân lại phải dừng lần 2 trong cái giai đoạn mà bạch cầu giảm chưa phải là nhiều. Tức là chưa, đó là cái thời điểm vào ngày 26 tháng 7. Tức là khi đó xét nghiệm buổi sáng thường quy của bệnh nhân là bạch cầu là 2,9 và bạch cầu trung tính vẫn còn cao là 2.8. Tuy nhiên thì đến 12 giờ thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện là sốt rét run. Và trong cái giai đoạn trước đó thì bệnh nhân chưa được dự phòng bởi vì là bạch cầu bệnh nhân chưa giảm. Nhưng đến thời điểm bệnh nhân sốt rét run thì bác sĩ trực đã xử lý là cho nhóm tazoxin để dự phòng. Đến 14 giờ thì bệnh nhân xuất hiện là có huyết áp thấp, mặc dù trên nền bệnh nhân này, vì đây là bệnh nhân ghép trong khu ghép nên bệnh nhân được định kỳ theo dõi mạch nhiệt độ huyết áp hàng ngày, nên là cái huyết áp nền của bệnh nhân bình thường cũng thấp, cũng chỉ dao động khoảng 90-100. Nhưng đến 14 giờ thì bệnh nhân có huyết áp là 90/60 mệt. Thì các bác sĩ đã cho
thêm làm cả ba bên làm thêm các chỉ và có kết quả của chỉ số nhiễm trùng là procalcitonin từ sáng là 31 thì đã thêm nhóm carbapenem và amikacin và đến 19 giờ thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện là huyết áp giảm là 73/40 và đo CVP là chỉ có 8, có nghĩa rằng bệnh nhân thiếu dịch, đã được test truyền 500ml dịch nhưng mà không cải thiện và bắt đầu được dùng vận mạch norrenin, và lúc đó thì bệnh nhân được làm các xét nghiệm cấp thì đến 21 giờ thì bạch cầu của bệnh nhân đã tăng lên đến 42.000 và trung tính là 41.000 và chỉ số procalcitonin của bệnh nhân tăng lên là 100. Thì tại thời điểm 12 giờ thì bệnh nhân được cấy máu và đến kết quả sau 2 ngày trả là Klebsiella oocytoca là một cái chủng trong nhóm Klebsiella. Và khi được xử lý và khi có kết quả là procalcitonin tăng rất là nhanh, rất là cao là 100 thì bệnh nhân đã được phối hợp phủ thêm vi khuẩn gram dương, vì bệnh nhân này có tiền sử là rất dễ dị ứng nên không dùng vanco mà dùng tecoplanin, và phủ thêm casidat cho bệnh nhân vì bệnh nhân tiền sử có tiền sử là tổn thương gan nên không thể chọn nhóm azon. Thì sau một ngày là đến ngày hôm sau là bệnh nhân bắt đầu có đỡ sốt và huyết áp đã giữ được, mặc dù vẫn phải duy trì liều vận mạch và đã đi tiểu được nhiều, chính vì vậy mà bắt đầu chiến lược là giảm thuốc vận mạch. Và đến ngày hôm sau thì bạch cầu đã giảm, định kỳ làm vào 6 giờ sáng ngày hôm sau đã giảm xuống 26 và procalcitonin đã giảm 84. Thì cái này thì cũng có một cái và chúng tôi cũng rút kinh nghiệm là vì tại thời điểm mà ngày hôm 26 thì chúng tôi không xét nghiệm lắc táp nên không có được cái xét nghiệm cái chỉ số đấy ban đầu, nhưng sau một ngày thì cái chỉ số lắc táp này vẫn 3.9. thì cũng có hội chẩn với cả bác sĩ Nam thì rõ ràng vẫn chẩn đoán bệnh nhân này để qua cái lâm sàng là có giảm huyết áp, nhưng đồng thời qua cái chỉ số lắc táp và pro tăng như thế thì càng rõ hơn là một cái sốc nhiễm khuẩn. Và bây giờ thì cái chỉ bên cạnh cái việc theo dõi những cái chỉ số nhiễm trùng của bệnh nhân như procalcitonin thì lactase sẽ đóng một cái vai trò quan trọng để xem cái hồi phục sốc như thế nào. Thì về lâm sàng thì chỉ sau 3 ngày, tức là 4 ngày đến ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân hết sốt, mạch huyết áp ổn định và lúc đó thì cái chỉ số lactase đã giảm về bình thường và pro thì vẫn còn procalcitonin vẫn còn 10. Tuy nhiên thì bệnh nhân đã mạch và huyết áp ổn định thì được theo dõi thêm một ngày. Và đến ngày 31, tức là sau khi mà có sốc nhiễm khuẩn 5 ngày, thì các chỉ số về, mặc dù lúc này bạch cầu trung tính đã giảm, bởi vì là hậu quả, tức là kết quả hậu quả của cái việc điều trị hóa chất, điều kiện hóa trước đó, và với cái chỉ số lactase ổn định và procalcitonin có xu hướng giảm, nên chúng tôi đã mạnh dạn là tiếp tục điều kiện hóa cho bệnh nhân. Và đến thời điểm này, thì bệnh nhân là sau ghép là ngày thứ 10, và cái chỉ số procalcitonin ngày hôm nay vẫn chỉ có là 0.19. Thì qua ca bệnh này thì chúng tôi cũng chỉ xin được khuyến cáo là cái việc theo dõi sát cái tình trạng của bệnh nhân có những cái triệu chứng rất là không phải là dễ phát hiện, bởi vì bệnh nhân này chỉ là một cái giảm tức là giảm huyết áp và hơi mệt và được theo dõi thường xuyên. Và đến thời điểm đấy thì bệnh nhân vẫn đi tiểu được, chứ không phải là đã biểu hiện ở những cái vị trí nhiễm trùng khác, đã dẫn đến một cái sốc nhiễm khuẩn. Thì việc theo dõi sát lâm sàng của bệnh nhân cũng như là cái chỉ định xét nghiệm để định hướng điều trị, rồi việc sử dụng những cái kháng sinh theo kinh nghiệm thì cũng giúp có thể là chúng ta xử lý được những trường hợp mà sốc nhiễm khuẩn. Và đây là cái kết quả kháng sinh đồ của bệnh nhân. Thì cũng rất là may mắn là bệnh nhân này là cái nhóm kháng sinh carbapenem mà chúng tôi sử dụng thì và amikacin thì lại nhạy đối với bệnh nhân. Và cái việc sử dụng kháng sinh đối với bệnh nhân này cũng phải một điều nữa mà khẳng định là theo kinh nghiệm nhưng mà lại rất là trúng đối với bệnh nhân này, bởi vì sau đó 2 ngày, ngày 28 rồi ngày 30 chúng tôi cấy máu kiểm tra lại thì đã âm tính ngay, tương xứng, tương đồng với cái việc các chỉ số nhiễm trùng của bệnh nhân giảm và lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện. Phần trình bày của tôi đến đây là hết, thì chỉ đưa ra một số kết luận. Thì rõ ràng là sốt giảm bạch cầu trung tính là một cái biến chứng rất là nghiêm trọng và ảnh hưởng ngay đến cái hiệu quả điều trị, và việc điều trị ngay lập tức theo kinh nghiệm đóng một vai trò rất quan trọng. Nó thể hiện qua việc lựa chọn kháng sinh và là phải dựa theo những cái nhóm nguy cơ. Và một điều quan trọng nữa mà các bác sĩ
Và đặc biệt là các bạn điều dưỡng sẽ phải đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc phòng những cái biến chứng cũng như là phát hiện kịp thời, đó là giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Võ Thị Thanh Bình. Sau đây thì xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh sẽ trình bày về vấn đề điều trị nhiễm trùng nấm ở những bệnh nhân và bệnh máu ác tính có điều trị hóa trị liệu liều cao và ghép tế bào gốc. Phó Giáo sư Thanh có 30 phút đấy nhé. Kính thưa Tiến sĩ Khánh, thưa các anh chị, nấm thì may là nó ít trùng cho nên là nó cũng nói nó cũng ngắn hơn là bên kháng sinh với lại vi khuẩn. Tôi xin báo cáo về chẩn đoán điều trị nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh máu ác tính. Thật ra mà nói là tập trung vào mấy cái bệnh chính thôi. Thứ nhất là bệnh nhân ghép, thứ hai là bệnh nhân lớn xâm cấp dòng tủy và thứ ba là bệnh nhân rối loạn sinh tủy, bao gồm tỷ lệ và các cái dự phòng điều trị. Thế thì nhiễm nấm xâm lấn là biến chứng rất là nặng. Và hiện nay thì điều trị và dự phòng nó dựa trên mấy cái điểm. Thứ nhất là dịch tễ hay nhiễm cái gì. Thứ hai là cái nhóm bệnh của chúng ta là nhóm nguy cơ rất là cao. Và đồng thời khả năng mà xác định nấm lại rất là muộn, cho nên là điều trị, dự phòng và kinh nghiệm rất là quan trọng. Và thứ ba là các thuốc chống nấm thì nó ngày càng hiệu quả và càng an toàn, cho nên là điều trị nó cũng rộng rãi hơn trước kia. Thế thì nấm xâm lấn trong các bệnh máu ác tính ở đây nó khác các cái nấm khác mà chúng ta vẫn nói trong các bệnh lý về phổi hay là dị ứng, ở chỗ là nó nguy hiểm. Nó không giống các cái tổn thương nấm thông thường mà chúng ta có thể dùng dầu gội đầu để xử lý, thì nấm xâm lấn là một cái nấm mà khả năng tử vong rất cao như chúng ta thấy ở đây vào các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Thế thì nguy cơ thì rất là nhiều, thế nhưng các nghiên cứu của trên thế giới cho thấy là nó có một vài cái xu hướng làm thay đổi cái tính nguy cơ của nấm trong thời gian gần đây. Thứ nhất là nấm không chỉ có trong giai đoạn suy tủy sau ghép mà còn sau đó nữa, là vì nó còn rất nhiều tố nguy cơ khác như là bệnh ghép chống chủ. Thứ hai là dự phòng của chúng ta làm giảm nhiễm candida thì ngược lại làm tăng nấm mốc, trong này có Aspergillus. Và thứ ba là các yếu tố nguy cơ thì nó vô cùng nhiều, nó từ chuyện ghép không hòa hợp, ghép chậm mọc như là máu dây rốn, dài mấy câu hạt kéo dài, CV tâm hoạt động, thế rồi các chuyện khác nữa. Và vì thế mà các cái nhóm bệnh mà tôi trình bày ở đây thì đều cho thấy là thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Và vì thế mà dự phòng gần như là bắt buộc, chỉ khi chúng ta nói chuyện không dự phòng với các cái nhóm bệnh mà chúng ta nói ở đây như là leukemia cấp và ghép tế bào gốc đồng loài. Và tôi xin đưa ra hai ba nghiên cứu chính làm cơ sở để các chị so sánh cái nguy cơ và tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn theo thời gian ở châu Âu và châu Á. Nghiên cứu thứ nhất là của nhóm GITMO, một nhóm nghiên cứu rất là nổi tiếng của Ý ở châu Âu. Người ta thống kê và cho thấy là ở đấy thì chủ yếu là nhiễm nấm xâm lấn là nhiễm Aspergillus. Một phần là do cái dự phòng của họ với các cái azole khá là tốt và vì thế mà tỷ lệ nhiễm Candida giảm rất là nhiều. Thứ hai, sự khác biệt rất là rõ với các cái nguồn tế bào gốc khác nhau. Và trong đấy tập trung cao nhất ở cái nhóm mà ghép máu dây rốn và ghép từ người cho không là họ hàng, là bởi vì cái sự bất đồng nó cao hơn, cái thời gian mà ghép chậm hơn thì nguy cơ nhiễm nấm nó cũng nhiều hơn. Và chúng ta cũng thấy biểu đồ này thì cho thấy là nhiễm Aspergillus trong tất cả các thời điểm sớm, muộn và rất muộn của ghép đều vượt trội so với cái nhóm nhiễm Candida, đặc biệt là trong cái tình trạng mà bệnh nhân mới được ghép xong. Thứ hai là tùy theo nhóm bệnh nhân bị tổn thương của GVHD, bệnh ghép chống chủ, mà cái tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn nó cũng có khác. Chúng ta thấy rằng là cái nhóm bệnh nhân mà vừa bị ghép chống chủ cấp và mạn thì tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn cao hơn vượt trội nhiều lần so với nhóm còn lại. Và cái nhóm mà thấp nhất là cái nhóm mà chỉ bị ghép chống chủ mạn mà thôi, mà không bị ghép chống chủ cấp. Thì như vậy để chúng ta, các anh chị là bác sĩ điều trị, chúng ta có cái định hướng chung khi mà chúng ta xem xét nguy cơ các bệnh nhân của chúng ta khi mà ghép thì cái nhiễm nấm nó có thể xảy ra như thế nào về mặt nguy cơ. Cũng tương tự như vậy, cái nguồn tế bào gốc nó có ảnh hưởng tới cái nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn của bệnh nhân ghép. Và chúng ta cũng thấy cái nhóm bệnh nhân mà ghép không hòa hợp hoàn toàn từ người cho không là họ hàng hay là máu dây rốn, tức là những cái nguồn mà dẫn tới mọc ghép chậm và bệnh ghép chống chủ nhiều, thì cái nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn nó cao hơn đáng kể so với cái nhóm ghép mà nó hòa hợp hoàn toàn từ người cho là anh chị em ruột, hòa hợp hoàn toàn về HLA. Và ngoài ra chúng ta cũng thấy tuy là các cái tác nhân nhiễm nấm thì khác nhau, thế nhưng mà cái tỷ lệ ở đây thì nặng nhất vẫn là nhiễm Aspergillus.
sau đấy mới là nhiễm candida. Và cái tỷ lệ này có thể kéo dài khá là cao và nó chiếm tới 75% cái nguyên nhân tử vong trong một năm đầu tiên. Cái này rất là quan trọng, bởi vì như vậy nhiễm nấm là một cái nguyên nhân tuy là thứ phát, thế nhưng mà nó làm bệnh nhân tử vong chắc chắn nếu mà chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nghiên cứu thứ hai tôi xin trình bày là nghiên cứu của Trung Quốc được thực hiện tại Đại học Tổng hợp Bắc Kinh. Người ta nêu ra một cái dữ liệu hơi khác một tí về nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân người châu Á, cũng với nhóm bệnh tương tự như vậy, là nhóm bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài. Chúng ta thấy ở đây thì cái tỷ lệ nhiễm candida khá là cao, nó chỉ thấp hơn một chút so với nhiễm nấm mốc, tức là nhiễm Aspergillus. Một phần nó nói lên cái chuyện là cái dự phòng của chúng ta trong cái thời gian mà nghiên cứu này thực hiện nó có thể là không đầy đủ, dẫn tới cái việc là candida nó không chưa bị giảm sút về tỷ lệ nhiễm. Mặt khác, nó cũng lưu ý là đối với chúng ta hiện nay thì cái việc mà dự phòng và điều trị candida rất là quan trọng, với các cái thuốc mà phổ của nó nhạy với candida, ví dụ như là caspofungin chẳng hạn, là những cái chuyện mà chúng ta sẽ phải cân nhắc khi mà chúng ta tính tới cái chuyện là chúng ta có thể có tỷ lệ nhiễm candida cao hơn ở các cái đồng nghiệp châu Âu như vừa rồi. Về thời gian sống thêm của bệnh nhân ghép tùy cái thời điểm nhiễm nấm, thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân mà nhiễm nấm sớm thì nguy cơ cao hơn rất là nhiều so với bệnh nhân mà nhiễm nấm muộn hay là nhiễm nấm trong thời gian trung gian giữa hai cái đấy. Thì như vậy đây là cũng là cái điểm nữa mà chúng ta phải lưu ý để mà chúng ta phát hiện sớm cái nhiễm nấm, nhất là nhiễm sớm sau khi chúng ghép. Thì bệnh nhân khi đấy thì hội tụ nhiều cái vấn đề khác nhau có thể làm bệnh nhân tử vong, không chỉ nấm. Nấm nó chỉ là một yếu tố liên quan. Thế thì như vậy thời điểm mà chúng ta phát hiện bệnh nhân nhiễm nấm cũng rất là quan trọng trong việc định hướng nguy cơ để mà chúng ta có thể điều trị kịp thời. Và một điểm nữa chúng ta cũng thấy trong nghiên cứu này của các tác giả Trung Quốc thì cũng tương tự như các tác giả châu Âu thôi, thì nhiễm nấm mốc, tức là Aspergillus hay là Bucol, nó dẫn tới cái nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với nhiễm nấm men, tức là Candida. Vì thế mà cái nguy cơ nó cũng liên quan tới cái chuyện mà chúng ta phát hiện và điều trị cho nó phù hợp. Một nghiên cứu nữa của các tác giả của Hàn Quốc trong một nhóm bệnh nhân mà tương đối đặc thù là nhóm bệnh nhân bạch cầu cấp dòng tủy và hội chứng rối loạn sinh tủy điều trị bằng các tác nhân hypomethyl hóa, tức là các cái tác nhân mà điều trị trong thời gian gần đây ở bệnh nhân cao tuổi, nước ta cũng bắt đầu dùng trong thời gian vừa rồi. Nó chỉ ra sự khác biệt với các cái nhóm bệnh nhân này nhưng mà điều trị bằng các cái thuốc khác tiêu chuẩn mà chúng ta vẫn dùng từ trước tới nay. Thì người ta chọn các nhóm bệnh nhân AML và MDS mà điều trị ít nhất là 2 đợt bằng các thuốc mà hypomethyl hóa như là decitabine hay là azacitidine. Và người ta thấy rằng là tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn nó cũng lên tới 10%, nó khá là nhiều với cái tác nhân nhiễm nấm chính là Aspergillus và một số chủng như vậy. Và phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán trong 40 kỳ đầu điều trị bằng các thuốc HMA. Thì cho nên là đây là những cái thời điểm mà các bác sĩ điều trị cũng sẽ cân nhắc để tập trung sự chú ý của mình vào cái việc phát hiện sớm cái nhiễm nấm xâm lấn nếu có ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt trong cái nhóm leukemia cấp này để chúng ta điều trị sớm. Và nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng là có một số cái dưới nhóm thì nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn cao hơn các dưới nhóm khác. Ví dụ như là MDS mà sau điều trị thì nguy cơ cao hơn là MDS mà từ đầu de novo. Và ngược lại thì bệnh nhân leukemia cấp dòng tủy de novo, tức là bị người gọi nôm na là nguyên phát đấy, thì có tỷ lệ nhiễm nấm lại cao hơn là cái nhóm leukemia cấp dòng tủy mà thứ phát sau khi bệnh nhân bị MDS và MPN. Thế thì như vậy để chúng ta hình dung là mặc dù cũng không thể nói rằng đây là một cái thông tin hoàn toàn phổ quát, thế nhưng mà nghiên cứu này đã cho thấy là có sự khác biệt giữa cái nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn ở các cái dưới nhóm khác nhau ở bệnh nhân leukemia cấp dòng tủy và MDS mà điều trị bằng các cái tác nhân hypomethyl hóa mà chúng ta cũng đang dùng rộng rãi tại viện hiện nay. Và nếu mà nói về tỷ lệ thì còn nghiên cứu nữa của Đài Loan, và tự họ nói rằng đây là nghiên cứu quần thể đầu tiên của các bệnh nhân ở vùng Đông Nam châu Á với khí hậu là nóng ẩm, mưa nhiều, tức là nó có thể gây ra sự khác biệt về tác nhân nấm. Và người ta thấy cái gì? Người ta thấy một cái điểm thứ nhất là tỷ lệ nhiễm candida khá là cao, lên tới tầm độ 40%. Nếu mà so với châu Âu thì tỷ lệ này nó tầm chỉ được 10-11% thôi. Và cái thứ hai là tỷ lệ nhiễm nấm mốc thì cũng tương đối nhiều, nó chiếm gần 2/3, trong đấy phần lớn là nhiễm Aspergillus. Nghiên cứu này của Đài Loan là một nghiên cứu mà thực hiện trên quần thể bệnh nhân lớn để người ta chỉ ra các cái nguy cơ về nhiễm nấm ở trong bệnh nhân leukemia cấp dòng tủy.
Nghiên cứu này cũng nói lên một cái việc, tức là khi mà chúng ta nói về tỷ lệ sống thêm của bệnh nhân thì không có sự khác biệt nhiều lắm giữa các cái dưới nhóm chẩn đoán nấm khác nhau. Thứ nhất là cái nhóm được chẩn đoán nấm khẳng định hay là chẩn đoán nấm bằng các cái dấu hiệu, các cái dấu ấn như là các tomanan chẳng hạn, thì tỷ lệ tử vong cũng chẳng khác gì nhóm bệnh nhân mà chẩn đoán nấm mang tính gọi là có khả năng bị. Thế thì như vậy nó nói lên một cái điểm là mình phải điều trị rất là sớm, điều trị theo kinh nghiệm, bởi vì là nếu không thì tỷ lệ tử vong là như nhau giữa hai nhóm này. Nếu mình đợi để xác định là bệnh nhân chắc chắn bị cái đấy thì bệnh nhân cũng sẽ tử vong sớm. Thế cho nên là vì thế mà điều trị theo kinh nghiệm trong cái nhiễm nấm xâm lấn là một cái điều trị rất là quan trọng và phải được đưa ra khi mà chúng ta đứng trước các nhóm bệnh nhân ở đây. Và cuối cùng, khi ma trong người ta phân tích cái đa biến với các cái yếu tố nguy cơ khác nhau ở bệnh nhân leukemia cấp dòng tủy điều trị tấn công ở trong nghiên cứu của Đài Loan này, thì các tác giả rút ra rằng là nhiễm nấm xâm lấn làm yếu tố độc lập tiên lượng mà làm giảm cái thời gian sống thêm của bệnh nhân, và vì thế mà nó trở thành một cái điều mà rất là quan trọng mà chúng ta phải xử lý sớm. Ở phần thứ hai, tôi xin nói qua về cái nguyên lý cũng như là áp dụng về dự phòng và điều trị kháng nấm, chủ yếu là theo kinh nghiệm ở bệnh nhân ghép, bệnh nhân leukemia cấp dòng tủy, bệnh nhân MDS ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì cũng như thế giới thôi, thế nhưng mà mình có thể là đưa ra một số cái điểm mình khác biệt một tí hay là chưa đạt được để chúng ta tiếp tục phấn đấu. Thế thì trong các cái nhóm điều trị mà chúng ta đã biết như là dự phòng, phủ đầu, kinh nghiệm hay là trực tiếp có định hướng sau khi phát hiện tăng nhân nấm, thì cái điều trị kinh nghiệm như tôi nói trong các cái slide vừa rồi là cái điều trị mà có lẽ là phù hợp nhất với cái nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân mà giảm mạch cầu hạt kéo dài. Lý do thì như bác sĩ Connelly cũng đã trình bày trong phần của ông ấy, là với bệnh nhân nhiễm candida máu, cứ mỗi 12 tiếng chúng ta trì hoãn điều trị là tỷ lệ tử vong tăng lên, và đặc biệt là trong vòng 24 giờ đầu tiên. Thế cho nên là trì hoãn điều trị là một cái điều rất nguy hiểm trong điều trị nhiễm nấm xâm lấn. Và một cái điểm nữa mà đặc trưng của Việt Nam chúng ta là hiện giờ mình vẫn dùng các cái xét nghiệm vi sinh tiêu chuẩn để mà chúng ta phát hiện tăng nhân nấm. Và các xét nghiệm vi sinh tiêu chuẩn thông thường nó phải mất từ một vài ngày đến một tuần, thậm chí nhiều hơn để mà xác định tăng nhân nấm. Và sau đấy thì mất thêm khoảng độ 2-3 ngày nữa để mà xác định cái nhạy cảm kháng sinh, kháng nấm. Và như vậy chúng ta còn thiếu một cái cụm xét nghiệm rất là quan trọng là các cái dấu ấn vi sinh của nấm như là các tomanan ở trong huyết thanh hay là trong dịch soi phế quản, là cái nhóm mà giúp chúng ta có thể chẩn đoán nhiễm nấm với nhiều khả năng nhiễm trong vòng 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ đồng hồ. Cho phép chúng ta khởi động cái điều trị theo kinh nghiệm sớm hơn rất là nhiều so với các xét nghiệm vi sinh tiêu chuẩn. Thế thì tôi xin đưa ra một cái ca bệnh cũng cũ rồi nhưng mà tính minh họa, bệnh nhân bị leukemia cấp và bị sốt kéo dài sau điều trị do giảm mạch cầu hạt và điều trị kháng sinh thành công, thì tuy nhiên cái nhiễm nấm nó tiếp ngay sau đấy và bệnh nhân được cấy máu để xác định là nhiễm candida và nhẹ với caspofungin và amphotericin B. Thế thì cái biểu đồ này cho chúng ta thấy một cái đặc điểm nhiễm nấm ở đây. Là thứ nhất là nhiễm nấm xảy ra trong quá trình giảm mạch hoạt kéo dài trên 10 ngày ở bệnh nhân sau hóa trị liệu liều cao. Thứ hai, nhiễm nấm nó xảy ra sau một cái sốt giảm mạch cầu hạt và điều trị kháng sinh. Và đây thì kháng sinh, kháng khuẩn trở thành yếu tố chọn lọc để bệnh nhân trở thành bị nhiễm nấm. Cho nên vì thế mà nó là yếu tố nguy cơ, chứ không phải là yếu tố mà giúp giảm nguy cơ nhiễm nấm của bệnh nhân. Và khi mà chúng ta dùng amphotericin B chuyển thành công thức lipid thì bệnh nhân bắt đầu đáp ứng với cái chuyện như vậy. Và ở đây thì chúng ta nói tới nhiễm candida. Tất nhiên là điều trị nó thành công, thế nhưng mình xem là mình điều trị như thế này thì đã phù hợp với các cái hướng dẫn của thế giới chưa, và cơ sở nó là gì. Thế thì khi hướng dẫn ICU-6 cũng tương đối gần đây khuyến cáo là nhiễm candida hệ thống phải điều trị bằng các thuốc kháng nấm, trong đấy echinocandin thì được khuyến cáo là ưu tiên cao hơn một chút, giống như trong bài trình bày của giáo sư Connelly. Trong cái khuyến cáo điều trị ở đây, điều trị hàng đầu, không hàng đầu mà điều trị khởi đầu, tức là điều trị theo kinh nghiệm, thì caspofungin và amphotericin B liposome được khuyến cáo mức độ tương tự như nhau. Thế thì như vậy chúng ta hình dung là với bệnh nhân mà bị nhiễm candida, nếu mà điều trị theo kinh nghiệm, tức là chúng ta nghi ngờ và nhiễm theo kinh nghiệm, thì amphotericin B cũng có thể là một cái lựa chọn phù hợp để mà chúng ta cân nhắc. Thế tuy nhiên nếu mà chuyển thêm một chút, chúng ta cũng biết là các cái nghiên cứu vừa rồi được trình bày đều cho thấy một cái điểm là điều trị theo kinh nghiệm thì amphotericin B trên thực tế nó không tốt bằng caspofungin theo một vài cái tiêu chí. Thứ nhất là điều trị thành công, và thứ hai là giúp bệnh nhân xử lý cái việc là sốt kéo dài. Thế thì như vậy khi mà chúng ta xác định được cái nguyên nhân nhiễm nấm rồi, từ trong trường bệnh nhân này
để xác định chính xác là con gì gây nên cái tình trạng nấm. Thì khuyến cáo hàng một nói chung, người ta đều khuyến cáo một kháng sinh kháng nấm là echinocandin. Các kháng sinh khác trở thành cái kháng sinh thay thế. Để chúng ta lưu ý là nếu mà chúng ta xác định được nguyên nhân gây nấm candida hệ thống thì echinocandin là cái kháng sinh được khuyến cáo hàng một đầu tiên, vì cái phủ kháng nấm candida của nó chuẩn, và thứ hai là nó khá là tốt trong việc dung nạp và tác dụng phụ thì tương đối ổn nếu so với các kháng sinh khác. Và cuối cùng thì casuvolkin cũng như là amphotericin B liposome nó có thêm một đặc điểm tốt nữa là giúp chúng ta điều trị kinh nghiệm luôn cả tình trạng nhiễm nấm candida hệ thống mà phát sinh từ các cái cateter mà chúng ta đặt cho bệnh nhân ghép và bệnh nhân leucemia cấp của chúng ta khi dùng hóa chất. Và chúng ta cũng thấy trong hình bên phải, với bệnh nhân mà được xử lý bằng casuvolkin hay là amphotericin B công thức lipid thì cái nấm nó mất luôn sau khi chúng ta điều trị. Thế còn khi chúng ta dùng fluconazole và các thuốc tương tự thì cái nấm này không được xử trí trong các cái màng sinh học được tạo ra thành của cateter, là cái nguồn lây nấm rất là mạnh từ bệnh nhân bị đặt cateter tĩnh mạch trung tâm. Thế cho nên là vì thế mà casuvolkin hay là amphotericin B công thức lipid là hai cái thuốc được lựa chọn đầu tay, trong đấy nếu xét về khía cạnh dung nạp, tác dụng phụ và phủ kháng nấm candida thì casuvolkin là cái thuốc mà được lựa chọn ưu tiên hơn khi mà chúng ta điều trị hàng một cho bệnh nhân bị nhiễm candida máu. Cái bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân nhiễm aspergillus xâm lấn, cũng là bệnh nhân bạch cầu cấp sau điều trị. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy ngay cái xử lý ở đây, cái tình trạng ở đây nó là một cái tình trạng nhiễm nấm thứ phát sau khi dùng kháng sinh thành công. Thì bệnh nhân bắt đầu sốt trở lại. Và nếu mà chúng ta có xét nghiệm galactomannan thì cái việc chẩn đoán của bệnh nhân sẽ nâng lên một cấp, từ cấp là chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm nấm xâm lấn ở mức độ có thể sang nhiễm nấm xâm lấn mức độ là nhiều khả năng, bởi vì chúng ta có thêm một xét nghiệm sinh học về dấu ấn của nấm ở đây galactomannan. Thì cho nên là cái điều trị nó sẽ chắc tay hơn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta có xét nghiệm này thì chúng ta có thể điều trị sớm hơn và an toàn hơn cho bệnh nhân. Và khi mà điều trị đúng hướng bằng amphotericin B liposome, các anh chị cũng thấy thì cái tiến triển bệnh nó theo xu hướng là giảm đi theo thời gian rất là nhanh, từ dấu hiệu tính mờ ban đầu cho tới dấu hiệu halo, thì cuối cùng bệnh nhân tổn thương nó xẹp đi và chỉ còn lại sẹo sau tầm độ 3 tháng là cái điều trị thành công bằng amphotericin B công thức lipid. Và một lần nữa các anh chị cũng thấy đây là một nhiễm nấm xâm lấn mà nó xảy ra trên nền một bệnh nhân giảm bạch cầu hạt kéo dài, và sau khi được dùng kháng sinh thành công thì bắt đầu bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn và chúng ta phải xử trí theo kinh nghiệm. Và mặc dù các chị cũng biết là chúng ta có 3 cái mức để mà chẩn đoán nhiễm nấm aspergillus theo tổ chức nghiên cứu điều trị ung thư của châu Âu LSTC, thì cái khả năng mà chúng ta hay gặp nhất trên lâm sàng là khả năng dưới, tức là khả năng là nhiễm nấm theo kiểu có khả năng và nhiễm nấm theo kiểu là nhiều khả năng. Thế thì nó khác nhau ở một điểm, tức là nhiễm nấm nhiều khả năng là có thêm một bằng chứng vi sinh của nấm, còn nhiễm nấm trên lâm sàng là chỉ có bằng chứng của vật chủ, tức là giảm bạch cầu hạt, và biểu hiện lâm sàng của nhiễm nấm tức là dấu hiệu tại phổi, ví dụ như vậy. Thế thì cái bằng chứng vi sinh này chính là galactomannan, và nếu chúng ta có cái đấy thì chúng ta nâng một cấp của chẩn đoán và điều trị nó sẽ chính xác hơn và phù hợp hơn cho bệnh nhân. Thế cho nên là tại sao cái việc mà triển khai xét nghiệm này có thể làm cái bước tiến giúp chúng ta chẩn đoán sớm hơn cái nhiễm aspergillus xâm lấn trên bệnh nhân giảm bạch cầu hạt kéo dài dài dẳng để mà chúng ta điều trị. Về mặt khuyến cáo điều trị thì thực ra các chị cũng thấy khuyến cáo hàng 1 ở đây không bao gồm amphotericin B liposome, nó là khuyến cáo mức độ B1. Thế nhưng khuyến cáo 1 của nó là khuyến cáo mức độ A1 là fluconazole. Thế nhưng mặt khác các chị xem cái slide của ông Connelly trình bày, các chị cũng thấy một cái nhiễm muco nó cũng không khác gì một cái nhiễm của aspergillus từ mặt dấu hiệu lâm sàng, nhất là tại phổi. Thế nhưng nó tiến triển nặng hơn rất là nhiều và nó làm bệnh nhân tử vong rất là nhanh, và nó làm tổn thương các cái tổ chức trong cơ thể bệnh nhân không phục hồi được, tức là nôm na là giống như con nấm nó ăn cái mặt của bệnh nhân hay là cái xương hay là cái phổi bệnh nhân rất là nhanh, trong vòng từ 7 tới 15 ngày nó ăn toàn bộ phổi bệnh nhân khi bị nhiễm muco. Vì thế khi mà chúng ta không phân biệt được hay là chúng ta nghi ngờ thì thông thường cái lựa chọn đầu tiên và an toàn là cái lựa chọn kháng sinh kháng nấm và bao phủ cả muco và aspergillus, và cái đấy chính là amphotericin B công thức lipid. Cho nên vì thế tại sao trong trường hợp này thì dùng amphotericin B là một cái lựa chọn nó an toàn hơn về mặt điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm. Khi mà chúng ta chưa phân biệt được hai cái vừa rồi thì nó là cái lựa chọn an toàn hơn, và vì thế mà chúng tôi khuyến cáo là như vậy. Thì đây là một cái ví dụ nữa cho thấy cách mà chúng ta dùng khi mà điều trị bệnh nhân bị nhiễm nấm xâm lấn. Tuy nhiên đó là nói về điều trị thường là đã muộn
khi mà bệnh nhân đã nhiễm nấm rồi, thế còn dự phòng thì như thế nào? Dự phòng thực ra là nó quan trọng hơn rất là nhiều, trong đấy bao gồm các cái việc là phòng bệnh áp lực dương. Thứ hai là bệnh nhân nếu mà không ở trong bệnh viện thì phải đeo khẩu trang N95 theo đúng nghĩa. Và thứ ba là bệnh nhân không nghịch đất, là những cái chuyện mà rất dễ bị nhiễm Aspergillus. Và khi chúng ta sống trong cái môi trường xung quanh nó xây dựng tứ tung như thế này thì nhiễm nấm mốc là rất là cao về mặt nguy cơ, cho nên phải dự phòng rất là cẩn thận. Các khuyến cáo hiện nay đều cho thấy nguy cơ cao thì phải điều trị dự phòng kháng nấm mốc, còn nguy cơ thấp thì dự phòng kháng nấm men, vì nguyên tắc là như vậy. Và bệnh nhân của chúng ta phần lớn là nguy cơ cao, vì thế mình phải cân nhắc là dự phòng kháng nấm mốc, tức là cả mốc và men, không là hai, không chỉ một thứ một. Và thường kháng nấm mốc hiện
bị kháng, và khi đó thì thường chúng tôi sẽ lựa chọn kết hợp thêm với colistin, và khoa vi sinh sẽ làm mix colistin để xem là với cái mức độ kháng như thế nào và việc điều trị trước khi phối hợp hai thuốc đấy có hiệu quả hay không. Thì trên thực tế là khi phối hợp như thế thì cũng có hiệu quả. Còn một số những trường hợp cũng may mắn là rất là ít không đáp ứng, thì thực tế là ví dụ như trong năm ngoái chúng tôi có hai ca ghép là đã phải sử dụng ticagrelor để điều trị cho những cái bệnh nhân mà kháng như thế. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà kháng và như thế thì lại rất hay gặp ở những cái bệnh nhân mà ghép tế bào gốc. Thì một trong những cái giải pháp mà chúng tôi phải tiến hành, và trên cái bệnh nhân mà như tôi cũng đã nói là đã dùng ticagrelor, thì chúng tôi còn phải kết hợp truyền bạch cầu trung tính của người nhà cho bệnh nhân. Thì trường hợp đó mặc dù là E. coli và kháng hết, và sau khi dùng ticagrelor và cộng với truyền bạch cầu thì đợi cho cái giai đoạn mà tế bào gốc mọc thì bệnh nhân cũng qua được cái giai đoạn nhiễm trùng. Dr. Connolly, a question for you. How about X-ray for screening of fungal disease, and can you check X-ray instead of CT scan? Yes, can you hear me? Yeah. Oh, good. Yes. Okay, because I can't use the chat. I can write, but I can't send for whatever reason. It doesn't allow me to send. So the question is, how about chest X-ray? Can we check X-ray alternative? No, X-ray is certainly not an alternative to the CT scan, because the sensitivity of a CT scan and the specificity is much lower. Chúng ta không thể thay thế được, là vì chúng ta cũng biết là chụp thì cái độ nhạy độ đặc hiệu nó thấp hơn rất là nhiều so với CT, thì cho nên là hiện nay thì nếu mà nói chuyện sàng lọc thì người ta không dùng cái này thay thế cho cái kia. Can you see the next question? Oh yes, that is very interesting on surgery. Indeed, often our patients, of course, cannot undergo surgery, but if we treat them already for a while, neutropenia and thrombocytopenia might improve so that we can have them undergo a surgical intervention. It is certainly a good thing to do if infiltrates are very near to large vessels, and if they are so peripheral that they are easy to resect, maybe by video-assisted thoracoscopy, and then we know that we have another source of trouble eliminated if the patient undergoes another chemotherapy, another neutropenia. Trước kia thì cái chuyện phẫu thuật nó cũng khó, là bởi vì bệnh nhân giảm mạch cộng hạt và giảm tiểu cầu. Tuy nhiên với những điều trị hiện nay thì chúng ta có thể kỳ vọng là phẫu thuật vẫn được. Và thường mình tập trung vào cái chuyện phẫu thuật khi nào cái khối u nấm nó nằm gần các cái mạch máu lớn, nó gây cái rủi ro cho bệnh nhân, hay là khi nó nằm tại những cái vị trí biệt lập mà chúng ta có thể phẫu thuật một cách an toàn và cắt bỏ được. Thì đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ mình có thể cân nhắc lợi hại để mình phẫu thuật cho bệnh nhân. Và nhất là khi mình cân nhắc các cái đợt điều hóa trị tiếp theo mà bệnh nhân có thể phải chịu đựng trong tương lai, để chọn cái thời điểm phẫu thuật cho phù hợp. Okay. If I may add something, for mucormycosis, it is very clear that you need to do surgery as soon as possible. Tôi muốn bổ sung thêm là nhiễm muco khác với nhiễm aspergillus thì bắt buộc phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, bởi vì cái nhiễm muco nó rất khó để xử lý cái khối u đấy. Yes. Thank you.
Thank you, Dr. Quan Lý. Thank you. May I ask a question? Yeah. Yes, please. So, would all or almost all hospitals where leukemia patients are being treated have a CT scanner available? Yes, we do. Yes. Yeah. Mm-hmm. So make use of it. And it's without contrast. So just a what we call a native CT scan. It's so fast. So it takes, well, less than a minute likely. So it's I very often run CT scans because I just want to know what's happening in the lung. Cái này rất là tốt. Ở Đức thường tôi hay chụp CT thậm chí ngay khi bệnh nhân vào viện, bởi nếu mà muốn biết cái chuyện gì xảy ra về mặt nguy cơ thì CT giúp sàng lọc rất là tốt. Điều trị kinh nghiệm thì nó rất là dài, có thể tới 6 tuần, thậm chí 12 tuần sau khi mình đã xác định là không còn nấm nữa thì người ta vẫn điều trị một cái thời gian như vậy. Cái thời gian điều trị nó có trong các cái phác đồ, các anh chị có thể là tham khảo thêm, nhưng tôi nghĩ rằng tầm tối thiểu là 6 tuần đến 12 tuần. Và các bệnh nhân mà dùng như là amphotericin B liposome thì khi chuyển sang thuốc uống vẫn tiếp tục trong khoảng độ đến tuần thứ 12 là tối thiểu. Các anh các chị có hỏi gì không ạ? Trong cái phần của ông Oliver lúc nãy ông có nói thì thực ra thì nếu mà trong những cái trường hợp cấp cứu thì chúng ta có thể chụp CT scan ngay lập tức và không cần phải có thuốc cản quang. Và chúng ta cũng có thể phát hiện ra được là có những cái tổn thương nấm ở phổi. Và nó cũng giống như là COVID ấy, thì các anh các chị thấy rằng là cái CT scan là cái mà có giá trị cho cái việc chẩn đoán sớm. Trước khi mà chúng ta quyết định cái việc là có phải là có những cái tức là làm những cái xét nghiệm để mà xác định xem phải là nấm hay không phải là nấm. Thế cho nên là cái đấy là cái mà chúng ta tận dụng. Nó chỉ có một cái là chúng ta phải hết sức là bảo vệ bệnh nhân khi mà chúng ta đưa bệnh nhân ra khỏi, đặc biệt là khi ra khỏi khu ghép với cái số lượng bạch cầu rất là thấp. Để đưa đi chụp cắt lớp ấy, thì chúng ta phải tính toán và suy nghĩ, cân nhắc hết sức là cẩn thận. Nếu không thì đến lúc mình làm chúng ta đưa đi mà không cẩn thận, đấy đến lúc bệnh nhân lại chụp thì có khi chưa chắc đã ra cái gì, bệnh nhân lại bội nhiễm thêm những cái loại vi khuẩn khác nữa mà ở trong bệnh viện của chúng ta là những vi khuẩn kháng thuốc thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thế như vậy là chúng ta đã được nghe 3 bài trình bày. Anh phải dịch cho ông đang học. We have listened to three presentations today. Chúng ta đã được nghe 3 bài trình bày của các báo cáo viên về vấn đề tổng quan trong cái việc điều trị nhiễm trùng. Diagnosis and treatment of fungal disease and infection in leukemia patients. Điều trị nhiễm trùng ở bệnh nhân, những cái bệnh nhân mà bị giảm bạch cầu trung tính sau điều trị hóa chất và đặc biệt là nhiễm trùng nấm. Như chúng ta cũng thấy, tức là qua những cái thống kê hàng năm ấy, thì cái nhiễm trùng nấm ở viện của chúng ta nói riêng và ở một số các cái đơn vị ung thư nói chung ấy, thì cái nhiễm trùng nấm vẫn là chiếm hàng đầu. Và ở Việt Nam của chúng ta thì nó hơi có thể là do cái phương tiện chẩn đoán của chúng ta cũng chưa được hoàn hảo như ở các nước khác. Thế cho nên là cái tỷ lệ mà nhiễm nấm candida ở chúng ta thì cao hơn rất là nhiều so với cả các nước khác, trong khi
tỷ lệ nhiễm aspergillus thì lại thấp hơn so với cả các nước khác, tức là ngược so với cả các nước ở phương Tây cũng như là ở Mỹ. So basically we have a little bit higher candidemia rate comparing with aspergillus. Ở đây thì qua bài trình bày của ông Oliver thì chúng ta có thấy đề cập đến một câu chuyện là phẫu thuật, thì cái này là một cái mà có lẽ là các bác sĩ của chúng ta cũng rất là ít gặp. IFD, cũng có thể là do lý do là ở chúng ta chủ yếu là nhiễm Candida chứ không có nhiều nhiễm aspergillus. Aware of the risk of infection from mucus, so they just think about aspergillus infection instead. Bởi vì tôi cũng đã từng chứng kiến có những cái bệnh nhân bị aspergillus ở xoang, ở mũi. Là những cái bệnh nhân đấy nếu mà chúng ta không can thiệp bằng ngoại khoa thì chúng ta sẽ rất là khó điều trị. Nhưng mà từ cái hồi mà tôi đi làm đến giờ thì tôi chưa thấy có những trường hợp nào nhiễm aspergillus nặng như vậy. Chính vì lý do đó thì cho nên là chúng ta cũng quen với cái việc điều trị Candida hơn là điều trị aspergillus, và những cái xét nghiệm mà chúng ta phát triển để mà chẩn đoán thì cũng chủ yếu là phục vụ cho chẩn đoán Candida. Hiện nay thì chúng ta cũng đang chuẩn bị để triển khai chưa nhỉ? Galactomanan infectious agent in our country. We do not have galactomanan test performing routinely, but we are going to do it in the near future. So basically, you can shorten the time for diagnosis of probable or proven aspergillus infection in Vietnam in very near future. Lỗi. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta thay đổi tên thì vì chúng ta là không phải là thuộc chuyên khoa vi sinh thì các cái đơn vị được giao về cái chuyên khoa vi sinh hay là ở chỗ bệnh viện họ được đề xuất các cái danh mục xét nghiệm để có thể thay đổi giá thì lại vẫn chưa được phê duyệt. Do đó mặc dù là chúng ta có đầy đủ các cái trang thiết bị để chúng ta có thể triển khai được cái xét nghiệm đó, nhưng mà vì là ở trên Bộ Y tế như vậy thì chúng ta cũng chưa thể để có thể áp dụng được. Nếu mà chúng ta phiên tương đương thì chúng ta áp dụng được thì chúng ta phải chịu lỗ. Dạ thầy, chúng xin hết ạ. Thôi cứ để từ từ ạ. Nếu không cứ mở ra mà chịu lỗ thì chị Bình chỉ cho chú lỗ luôn, lỗ chẳng có. Vâng ạ. Vì là giá được phê duyệt là có 298.000, trong khi tính ra tính sinh phẩm nó đã là 400.000 một test rồi. Rồi, ok. Vâng ạ. Và như các anh chị cũng thấy, tức là cái câu chuyện ở đây thì hiện nay thì với cái việc chẩn đoán ấy, thì có một cái mà các anh chị hết sức lưu ý trong cái chẩn đoán nấm Candida, đấy là Candida máu, thì chúng ta cần phải làm hết sức là nhanh chóng. Not candidemia, we know that we should do it very quickly, and if we know that the person has candidemia, the treatment should be started right away. Bởi vì như là trong cái giai đoạn mà tôi còn điều trị bệnh nhân cũng hiện nay thì tôi thấy rằng là những cái trường hợp mà bị Candida máu mà nhất là bạch cầu đang thấp ấy, là tiến triển rất là nhanh và tử vong rất là sớm. Dangerous and fatal for the patients. Bên cạnh đấy thì các cái câu chuyện liên quan đến nấm phổi ấy, thì hiện nay thì với cái việc mà chúng ta hợp tác rất là chặt chẽ đối với cái khoa điều trị nấm phổi của Bệnh viện Phổi Trung ương ấy, thì có thể nói rằng là hiện nay là cái việc điều trị nấm phổi của chúng ta đã đạt được rất là nhiều tiến bộ. Colleagues in pulmonary departments for early diagnosis of this dangerous infection. Cùng với cái câu chuyện đó thì các cái loại kháng sinh chống nấm hiện nay thì các anh chị cũng thấy rồi, tức là có rất là nhiều các cái kháng sinh chống nấm để chúng ta có thể lựa chọn. Thì qua cái phần trình bày của các bác sĩ cũng như là của chuyên gia nước ngoài thì chúng ta có thể thấy rằng là cái apfotericin B, đặc biệt là cái liposome apfotericin B vẫn là một cái mà rất có giá trị trong điều trị nhiễm trùng nấm xâm lấn, đặc biệt là aspergillus.
Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta có thêm một số các loại kháng sinh khác nữa mà chúng ta cũng đã có trên thị trường Việt Nam, đấy là cái Fluconazole cũng như là cái Voriconazole và cái Caspofungin, đó là Casida. Và trong cái phần trình bày của các bác sĩ thì cũng đã nói rất là rõ trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ dùng thuốc gì. Thì tôi không có nhắc lại đây nữa và các cái phác đồ đều rất là rõ. Nó trong cái phần trình bày của ông Oliver thì các anh các chị thấy rằng là có một cái loại kháng sinh mới. Chúng ta có thể thấy rằng là có một cái loại kháng sinh chống nấm mới, tức là Isavu Conazole. Thế thì cái loại này là một cái loại mà ở cái cạnh nào đấy thì nó là cái thế hệ mới và theo như tôi được biết ấy, thì cái này nó cũng mạnh hơn cái Fluconazole và cái phổ kháng sinh chống nấm của nó rất là mạnh. Tuy nhiên ấy, thì cái này thì mới đưa ra sử dụng ở các nước phát triển năm 2017 cho nên ở nước chúng ta chắc là phải đến năm 2027. Thế vậy thì trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cứ tiếp tục là sử dụng những cái mà chúng ta đang có, bởi vì thực ra thì những cái kháng sinh đó nó vẫn còn rất là có giá trị. Trong số những kháng sinh chống đấm ấy, thì qua những nghiên cứu ở viện thì các chị thấy rằng là chỉ có cái Fluconazole là nó có kháng thuốc, cái còn lại cái Fluconazole như là Caspofungin hoặc là Itraconazole thì cái khả năng kháng thuốc today and in the future when waiting for new drugs to come. Thế như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ đối với những cái bệnh nhân giảm bạch cầu ấy mà có biểu hiện nhiễm trùng và kéo dài sau 48 tiếng thì cái việc mà chúng ta sử dụng kháng sinh trong đấm kinh nghiệm là một trong những cái mà tất cả chúng ta đều làm triển khai. Và cũng như là trong cái bài trình bày của các cái tác giả cũng đã nói và của ông Oliver cũng đã nói thì nó rất liên quan đến cái tình trạng vi sinh của cái địa phương đấy, của cái cơ sở bệnh viện đấy. Thế cho nên là các anh các chị hết sức lưu ý là chúng ta cần phải thường xuyên liên hệ với cả cái khoa vi sinh của viện của chúng ta để chúng ta biết được rằng là hiện nay cái loại vi khuẩn nào là chúng ta hay gặp. Và cái thứ hai nữa là cái kháng sinh mà nhạy cảm đối với cái vi khuẩn đấy là loại nào để các anh các chị dùng cho nó hợp lý. Chứ còn nếu mà chúng ta mà cứ chờ để cho cái có được kết quả cấy rồi thì có được tất cả mọi thứ thì rất là muộn. In this case. Ở trong cái phần vừa rồi thì tôi thấy có cái câu hỏi liên quan đến câu chuyện phân biệt giữa viêm phổi của COVID và viêm phổi của Aspergillus. Also see the question about the differentiation between COVID-19 and Aspergillus infiltration. Cái này chắc là để hỏi ông này thì hay hơn. Can you, Dr. Connolly, give us some recommendation on this issue? Because we saw slide in your presentation about COVID-19 patients with infiltration that need to be differentiated from Aspergillus infection. Please go ahead. Yes, sure. I can comment on aspergillosis in these patients, in corona patients or COVID-19 strictly. First of all, it is very difficult to diagnose, but usually the culture from a tracheal aspiration or BAL is positive. That's the key the key assay or method of diagnosis that we use, because everything else would mean galactomannan or PCR, so more difficult to apply or not readily available techniques. So culture is what one should rely on. Tôi nghĩ rằng là về mặt hình thể thì cái này rất là khó phân biệt chính xác trên phim chụp CT giữa hai cái nhóm bệnh này. Tuy nhiên là cái việc nuôi cấy từ dịch rửa phế quản
nó có thể là một cái gợi ý để chúng ta thực hiện cái đi chẩn đoán phân biệt. Và thứ hai là các cái xét nghiệm mà với các cái dấu ấn sinh học như là Tomanan cũng có thể làm cái hỗ trợ để chúng ta làm với dịch rửa phế quản, và nó cũng khá là đặc hiệu. And currently it is unclear how frequent aspergillosis is. We see numbers of like it hardly exists all the way to 25%. And the reason is the different diagnostic techniques that are being used. Một cái điểm khó nữa hiện nay mình vẫn chưa có dữ liệu dịch tễ chính xác về cái tỷ lệ bệnh nhân có thể bị cái này khi nhiễm COVID-19, cho nên là nó còn tùy vào cái kỹ thuật chẩn đoán mà chúng ta dùng tại từng cái cơ sở thì chúng ta có thể chẩn đoán ra cái sự khác biệt đấy. But if the culture is positive, I would recommend to treat a patient. Nếu mà chúng ta nuôi cái dương tính thì tôi sẽ khuyến cáo điều trị bệnh nhân. It will result in some overtreatment, but that is better than not treating an aspergillus patient. Tại vì như tôi đã nói thì trong trường hợp như này thì điều trị thường một chút còn hơn là mình không điều trị. Yeah. Thank you. Cái câu chuyện này thì thực ra mà nói là chúng ta hoàn toàn phải dựa vào cái vấn đề dịch tễ cũng như là cái vấn đề về làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán COVID thôi. Chứ còn thì để mà phân biệt được thì nó rất là khó. Makes a summary on what you said about what should we do in this case based on the epidemiological data and also techniques for diagnosis. Vì thực ra thì các chị cũng thấy rằng là cái câu chuyện này thì có khả năng là đây là câu hỏi của một bác sĩ ở Đà Nẵng. Thực ra thì cái đấy nó hoàn toàn liên quan đến dịch tễ. Bây giờ những cái bệnh nhân mà đang ở trong viện của chúng ta chẳng hạn ấy, mà bây giờ họ viêm phổi thì khả năng chắc chắn là gần như là do cái nấm hoặc là viêm phổi do vi khuẩn, chứ còn thì ít khi mà chúng ta nghĩ đến do virus. Thế còn thì tất cả những cái bệnh nhân mà mới vào viện của chúng ta hoặc là đến viện của chúng ta khám mà có những triệu chứng ho, sốt với cả khó thở chẳng hạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cách ly và chúng ta làm những chẩn đoán của cái COVID chưa đã. Rồi thì chúng ta mới nghĩ đến câu chuyện nấm sau. Based is epidemiological data and techniques, the control and you know, clotomanan, etc. Thực ra thì những cái bệnh nhân mà bị nhiễm COVID mà dẫn đến có cái tổn thương phổi của COVID ấy. Bởi vì cái COVID thì các anh chị biết rằng là nó vào và nó gắn vào trong cái thụ thể của nó ở trên cái tế bào của phế nang của phổi. Thế vì vậy nó gây những cái tổn thương phổi của COVID. Và về sau ấy, khi mà bệnh nhân điều trị thì bệnh nhân có thể bội nhiễm thêm nấm nữa. Thế cho nên là cái câu chuyện ở đây thì chúng ta hoàn toàn là nữ tùy theo từng tình huống của để chúng ta giải quyết vấn đề COVID-19. And this also should be considered by physician during the differentiation process. Có còn câu hỏi nào nữa không ạ? Rồi. Thank you to Quan Lee. You have no more question. Thank you for your presentation. Rồi, anh thank you. Cảm ơn rồi. Bây giờ cảm ơn tất cả các anh các chị người Việt đang ngồi ở đây. Cảm ơn các speaker và cũng như là cảm ơn công ty MSD. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành để mà giúp cho các cái bệnh nhân của chúng ta được cải thiện hơn khi mà gặp phải các cái biến chứng nhiễm trùng. Dạ. Xin kính cảm ơn quý bác sĩ dược sĩ đã tham gia thảo luận rất là sôi nổi ạ, với nhiều thông tin bổ ích về điều trị nhiễm khuẩn đa kháng và nhiễm trùng xâm lấn trên bệnh nhân huyết học. Kính thưa toàn thể quý bác sĩ dược sĩ đang có mặt tại hội trường cũng như toàn thể các bác sĩ đang có mặt các điểm cầu, thay mặt công ty MSD xin chân thành cảm ơn Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã đồng hành cùng công ty MSD trong công tác cập nhật kiến thức y khoa. Xin được cảm ơn tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, giáo sư tiến sĩ Oliver Connelly, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, bác sĩ chuyên khoa Võ Thị Thanh Bình cùng toàn thể quý bác sĩ dược sĩ đã có mặt trong buổi thảo ngày hôm nay và cũng như tất cả các bác quý bác sĩ dược sĩ đang theo dõi trực tuyến trên toàn quốc. Kính chúc quý bác sĩ dược sĩ nhiều sức khỏe và thành công. Hy vọng buổi thảo ngày hôm nay đã góp phần cung cấp thêm những thông tin bổ ích cho quý bác sĩ dược sĩ và rất mong sẽ tiếp tục đón tiếp quý bác sĩ trong những buổi thảo tới. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Thank you Professor Kennedy for sharing. Thanks a lot. Thank you very much for the opportunity to discuss.
and enjoy your afternoon and evening. Thank you.